Mở đầu bộ phim, nam chính Kang Chun 17 tuổi là một vận động viên bắn súng quốc gia. Trong khi đó, tôi của năm 17 tuổi vẫn vừa ăn cơm vừa xem phim Con mèo máy sợ chuột. Lúc này Kang Chun đang thổi hơi thở của phổi vào viên đạn quyết định cho phát bắn cuối cùng này. Khi các tuyển thủ khác đã kết thúc lần bắn cuối cùng với kết quả cao ngoài sức tưởng tượng. Đây là một áp lực rất lớn đối với Kang Chun bởi để giành huy chương vàng thì điểm của anh gần như phải đạt ngưỡng tuyệt đối. Liệu anh có thể giữ bình tĩnh cũng như may mắn có đến với Kang Chun hay không đây? Và viên đạn được bắn ra kéo theo sự nín thở của cả trường quay. Rồi bắt đầu những tiếng hò reo từ từ được vang dội trước chiến thắng không tưởng của Kang Chun. Tất cả mọi người đặc biệt là Kang Chun vỡ òa cảm xúc, anh chạy ngay về phía ông Bo ăn mừng trong niềm vui chiến thắng. Nhưng tất cả mọi sự may mắn dường như đều biến mất khỏi cuộc đời Kang Chun sau một đêm bởi một kẻ áo đen giấu mặt tạm gọi là đen thui. Hắn đến như một cơn gió cố tình sát hại cả nhà Kang Chun không chừa một ai, mà điểm đặc biệt là khẩu súng tên này vứt gần hiện trường. Lại chính là khẩu súng Kang Chun đã dùng để đi thi trong Thế vận hội. Dư luận cũng hưởng ứng chuyện này một cách tích cực khi cho rằng anh có mâu thuẫn với ông Bo vì chuyện chọn trường đại học nên đã ra tay kích động tiễn cả nhà đi du lịch suối vàng. Mới hôm trước ẵm huy chương vàng còn là con rể quốc dân thì giờ đây Kang Chun đã trở thành con ghẻ quốc dân ngay được. Đúng là sức mạnh của Giang Cư Mận, tức là dân cư mạng đó mọi người ạ. Sau khi đã tập hợp đầy đủ chứng cứ và động cơ gây án, bên công tố viên chả có lý do nào lại tha cho Kang Chun. Đen đủi hơn, vị công tố khởi tố vụ án này lại là Cheon Ho, vì ông ta vốn có ý định chen chân vào chính trị nên muốn mượn cơ hội đẩy Kang Chun vào chỗ hiểm để khẳng định danh tiếng bản thân. Bởi vậy vào phiên điều trần đầu tiên, gã Cheon Ho đã đề nghị hình phạt cao nhất đối với Kang Chun. Vì lý do anh là idol giới trẻ nên phải răn đe mạnh mẽ để không ảnh hưởng tới thế hệ thanh thiếu niên Hàn Quốc. Trước sự nhục mạ và chửi bới của Hội đồng Nhân dân, sự bình tĩnh cam chịu của Kang Chun đã được bộc phát hoàn toàn, khiến anh vô cùng kích động oan ức với sự cáo buộc vớ vẩn này. Chuyển cảnh nữ chính Jeon Ju của chúng ta sau khi ngủ quên bỏ qua hàng chục cuộc gọi từ trưởng khoa vội vã mang giao diện không khác gì cái bang đến chịu trận. Nhưng hóa ra ông trưởng khoa này gọi cô đến vốn muốn mượn chân trong Jeon Ju là con gái của tác giả, để biết tình tiết tiếp theo của bộ truyện mang tên VK vô cùng nổi tiếng mà ông đang đọc dở. Mà bộ truyện tranh đó nhân vật chính lại là Kang Chun, nam chính của chúng ta. Như vậy cũng dễ hiểu khi cuộc sống của anh luôn chỉ toàn là những ẩn số. Còn Jeon mượn sự yêu thích của trưởng khoa đối với tác phẩm của bố mà quyết định tìm bố mình tìm hiểu về cốt truyện kế tiếp. Nhưng khi quay lại phòng làm việc của ông Jeon Ju mới biết bố đã mất tích một cách vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, ông còn có ý định kết liễu sinh mạng của nhân vật Kang Chun do chính ông tạo ra. Muốn kết thúc bộ truyện làm nên tên tuổi của bản thân một cách nhanh gọn, nhưng có lẽ Kang Chun không đơn giản chỉ là một nhân vật do tác giả vẽ nên. Anh đã trở thành một ý thức mới, như một con người thực sự khao khát được sống và tự do. Đó cũng là lý do Kang Chun đã kéo Jeon Ju vào cuộc sống được sắp đặt dựa vào cảm xúc người khác của bản thân mình. Khi còn chưa kịp ý thức về chuyện đã xảy ra, Jeon Ju đã rất hốt hoảng khi thấy một anh thanh niên trong tình trạng suy hô hấp do tràn khí màng phổi. Vào khoảnh khắc then chốt, Jeon Ju cuối cùng đã đưa ra quyết định táo bạo nên giúp Kang Chun nhặt về được một mạng. Từ đây cô mới nhận ra người đàn ông này vậy mà lại giống hệt với hoàn cảnh của nhân vật trong chuyện VK của bố mình dựng lên. Hay nói cách khác, Jeon Ju đã bị ý thức sống của Kang Chun kéo vào thế giới truyện tranh. Đúng lúc này gần đó xuất hiện hai chữ còn tiếp, và chỉ sau cái chớp mắt Jeon Ju đã quay lại phòng làm việc của bố mình. Đồng thời tất cả những gì cô đã trải qua cùng Kang Chun bằng một cách nào đó đều được vẽ lại y hệt trong bản truyện mới được gửi cho nhà xuất bản. Cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng khi nhìn thấy bản thân trong từng hình vẽ, Jeon Ju mới sững sờ chắc chắn rằng chuyện đã xảy ra hoàn toàn tồn tại. Còn Kang Chun trong suốt những năm tháng đã qua trở thành gương mặt đại diện của một công ty lớn, thuận lợi trở thành tỷ phú với khối tài sản 800 tỷ won. Mà tất cả những thành công này đều phải nhìn lại sự dè bỉu của người đời khi anh được trả tự do sau một năm giam giữ vì không đủ bằng chứng kết tội. Lúc bấy giờ Kang Chun chỉ còn một mình cô đơn lẻ loi vô cùng, nhưng bởi ý chí mãnh liệt đã thôi thúc anh đi tìm hung thủ thật sự sát hại gia đình mình. Trở lại với thực tại, Kang Chun sau khi được Jeon Ju ra tay cứu giúp đã bình phục đáng kể, nhưng danh tính của cô gái ấy cả nước vẫn chưa thể tìm ra. Ngay cả Kang Chun cũng rất nỗ lực tìm kiếm người con gái tên Jeon Ju gần như không có thật ở thế giới này, bởi anh cho rằng cô chính là chìa khóa lý giải cho cuộc đời vô thường của mình. Không hay biết rằng tất cả từng câu từng chữ Kang Chun đã nói và cả tấm danh thiếp được Jeon Ju để lại chứng minh thân phận bác sĩ, tất cả đều được vẽ lại rất sống động ở tập truyện mới. Trong khi Jeon Ju còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa cô và Kang Chun cũng như cố giải thích thế nào thì học trò xô bông của bố vẫn không hiểu được. Bất lực, Jeon Ju lại nhìn người đàn ông trong chuyện tò mò, lo lắng không biết anh ta sẽ còn tìm cô đến khi nào và với mục đích gì đây. Chuyển cảnh cuối cùng, tác giả Seung Mo là bố của Jeon Ju cũng đã trở về nhà và ông cũng thừa nhận những tình tiết đã xảy ra đều là một tay ông vẽ. Nên khi cô cố gắng hỏi về bố mình đã đi đâu thì chỉ nhận được câu trả lời qua loa, nhưng để không trở nên kỳ quặc hơn nên Jeon Ju đành rời đi.
Sau đó cô thất thần trong phòng trực bệnh viện vẫn quyết định gọi cho So Bong hỏi về tình tiết tiếp theo thì biết được ông Seung Mo lại có ý định sát hại Kang Chun một lần nữa. Vốn không định để tâm tới sống chết của Kang Chun nữa nhưng Jeon Ju lại không nhịn được mà thắc mắc với bố mình. Cô trách ông Bo tại sao mới cứu Kang Chun thoát nạn được hai tập lại muốn làm hại anh lần nữa. Trong lúc căng thẳng, ông Seung Mo đã buột miệng trách con gái đã làm chuyện thừa thãi. Có lẽ ông đã sớm biết nhân vật mình tạo nên có ý thức và không còn chịu sự kiểm soát của ông nữa. Dù có cố phủ nhận nhưng Jeon Ju đã lập tức phản bác bởi nếu thật sự do bố cô vẽ ra sao có thể vẽ quần áo y chang đồ cô mặc ngày hôm đó. Chính bản thân cô cũng cảm nhận được Kang Chun thực sự là một cá thể sống có trái tim anh và dòng máu nóng để yêu em. À đấy lại bị lạc đề rồi ha ha, khi cố gắng ngăn cản hành động của ông Bo vì nếu cố chấp làm hại Kang Chun thì ông chẳng khác gì kẻ sát nhân. Mà Jeon Ju không hay biết cảnh tượng chung quanh đã thay đổi và cô lại bị kéo vào thế giới truyện tranh này. Biết được Kang Chun đang gặp nguy hiểm nên Jeon Ju vội vã bắt xe đến bệnh viện Hankook nơi anh đang điều trị. Nhưng trùng hợp là bệnh viện ấy lại nằm ngay trước mắt và nó được xây dựng giống hệt với bệnh viện Mung Sin mà Jeon Ju công tác ở thế giới thực. Nhờ vậy mà cô dễ dàng tìm được phòng bệnh của Kang Chun kịp thời ngăn cản người y tá đang tiêm thuốc độc cho anh. Ở thế giới hiện thực, màn hình máy tính của ông Seung Mo cũng tự vẽ nên các chi tiết mới từ khi Jeon Ju xuất hiện. Còn Kang Chun cũng đã nhận ra cô chính là người đã từng cứu anh. Dù còn rất nhiều điểm khả nghi nhưng thấy dáng vẻ bối rối mà giải thích của Jeon Ju khiến anh bất giác mỉm cười khó hiểu. Đúng lúc này cô bạn thân cũng là nữ chính của bộ truyện tranh này tên So Hee bước vào. Còn khen Jeon Ju chính là mỹ nhân mà tại ai đó làm đội phác thảo đi sai hướng nên khó khăn trong việc tìm kiếm hơn. Jeon Ju cũng nhớ lại câu Kang Chun từng nhận xét nếu cô mà là mỹ nhân thì chó mèo gì cũng là mỹ nhân rồi. Ngay sau đó cô dùng đặc quyền của ân nhân mà năn nỉ Kang Chun giúp mình rời khỏi đây nếu không cảnh sát tìm đến thì sẽ rắc rối to. Trong khi Kang Chun còn đang nghĩ cô nhập cư bất hợp pháp thì sự khẳng định của Jeon Ju về trực giác của anh mách bảo cô không phải đồng phạm với kẻ đã hại Kang Chun. Khiến anh thêm tò mò về cô gái thực sự thấu hiểu bản thân mình và họ đã có giao kèo sẽ gặp lại nhau khi anh xuất viện. Đồng thời Jeon Ju lúc đó cũng phải giải thích hết tất thảy mọi chuyện một cách rõ ràng nhất. Để dễ liên lạc, Kang Chun còn tặng cho cô chiếc điện thoại với một sự tin tưởng được trực giác mách bảo. Trước khi Jeon Ju rời đi, anh đã rút lại câu chó mèo gì cũng là mỹ nhân và còn khen ngợi cô là một mỹ thân thực thụ. Nhưng con người anh không ngần ngại khen chị em phụ nữ dù trong lòng không mấy thích thú đã bị Jeon Ju nhìn thấu. Sau khi được vệ sĩ của Kang Chun đưa ra khỏi bệnh viện thì Jeon Ju lại băn khoăn không biết làm thế nào để hiện lên chữ còn tiếp như lần đầu tới thế giới truyện tranh này. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể quay trở lại và viết lên đoạn kết cho câu chuyện chấm dứt tình trạng này. Nhưng chỉ một lúc qua đi, thời gian ở thế giới truyện tranh đã trôi tới 2 tháng sau. Đúng lúc này Kang Chun đã gọi tới và sau đó cùng con siêu xe xuất hiện đón Jeon Ju đi ăn. Trên xe cô mới dần hiểu ra thời gian ở nơi này sẽ trôi theo nhân vật chính là Kang Chun. Và thời gian nhân vật chính không có chuyển biến mới lạ thì thời gian sẽ được hợp thức hóa theo mạch truyện. Đó là lý do vì sao chỉ trong 30 phút ngắn ngủi của Jeon Ju thời gian đã trôi đến 2 tháng sau đối với Kang Chun. Nói ra thì hơi quê nhưng thời tiết đang cực kỳ oi ả mà Jeon Ju vẫn khoác trên mình bộ quần áo mùa đông. Và Kang Chun đã nhận ra cô mặc đồ y hệt từ 2 tháng trước gặp anh, vậy nên anh quyết định đưa Jeon Ju đến trung tâm mua sắm. Sự xuất hiện của cả hai kéo theo không ít ánh mắt ghen tị cũng như ngưỡng mộ của biết bao chị em gái xung quanh. Lúc này Jeon Ju vẫn đang suy nghĩ xem phải tạo diễn biến mới với nhân vật chính như thế nào để có thể kết thúc mạch chuyện này. Rồi không nói một lời, cô phi đến tặng cho anh một cái bạt tai nhưng hai chữ còn tiếp vẫn không xuất hiện khiến Jeon Ju vừa thấy áy náy vừa quê một cục. Trước sự dò hỏi của Kang Chun trước hành động kỳ quặc này, chợt cô lại nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn hẳn. Và lần này quả nhiên hai chữ còn tiếp đã xuất hiện, lập tức Jeon Ju nhân cơ hội này bỏ chạy về thế giới của mình. Còn Kang Chun lúc này đã nhận ra cô gái này lại một lần nữa biến mất một cách khó hiểu trước mắt mình. Mà Jeon Ju sau khi trở về phòng trực đã nói chuyện với ông Seung Mo về việc cô thực sự đã gặp Kang Chun đến 2 lần. Nhưng đổi lại là thái độ giận dữ của bố cho rằng Kang Chun mà ông tạo ra sớm đã thành con quái vật muốn thao túng tinh thần ông. Và đó là lý do ông trở thành người phán xử bị ngáo quyền lực, tự cho mình quyền dồn Kang Chun vào đường cùng. Mặc cho con gái ngăn cản, ông Bo đã tới một nhà nghỉ để viết nên cái kết bi thảm cho nhân vật Kang Chun. Nhưng vào lúc nguy cấp, dường như thời gian ở thế giới truyện tranh đã bị ngưng động. Nhận ra sự bất thường này, Kang Chun nhân cơ hội bẻ lái thuận lợi tránh được con quái thú không người lái kia. Bên này bản vẽ ra vụ tai nạn xe hơi do ông Seung Mo vẽ nên đều bị xóa sạch, thay vào đó là tình tiết do Kang Chun tự tạo nên khiến ông vô cùng hoang mang. Trong khi đó, Jeon Ju cũng tìm đến nhà bố nhưng lúc này mới nghe cậu em So Bong nói ông đã mang theo cả máy tính bỏ nhà đi rồi. Chợt So Bong đã nhận ra chiếc váy Kang Chun trong chuyện mua tặng Jeon Ju giống hệt với cái cô đang mặc trên người. Tất nhiên xung quanh cô chẳng ai có đủ độ điên rồ để mua một chiếc váy cùng đôi giày đắt tiền như vậy.
Suy cho cùng, mọi giả thiết mà Jeonju đưa ra đều trở thành đúng đắn nhất là Kang Chun thực sự tồn tại bản thể sống chứ không còn đơn giản là nét vẽ được tạo nên từ bố cô nữa. Đồng thời, để làm rõ lý do ông Seung Mo luôn muốn dồn Kang Chun vào đường cùng nên Jeonju đã bắt đầu xem lại các bản thảo cũ của ông. Đỉnh điểm là năm 2009, khi đó bố mẹ Jeonju quyết định ly hôn và cô thì theo mẹ dọn đến nơi khác. Trước sự rời bỏ của vợ con, ông Seung Mo vô cùng đau khổ đến nỗi không thể vực dậy tinh thần vẽ vời hay viết lách gì nữa. Vậy nên ông đành đi đến quyết định vẽ nên dấu chấm cho cuộc đời Kang Chun. Nhưng cũng kể từ giây phút này, Kang Chun thực sự đã hình thành nên một ý chí kiên cường không cam chịu số phận. Chính điều này cũng vô tình tạo nên sự khởi đầu mới cho ý tưởng tiếp theo của ông Seung Mo. Còn Kang Chun dưới sự giúp sức của ngòi bút đã thuận lợi trở thành gương mặt đại diện kiếm về khoản lời giàu kếch dù chỉ sau một đêm. Sau đó anh tìm đến ông chú bạn của bố mình và bàn bạc về việc mua lại đài truyền hình này, nhằm mục đích sản xuất một chương trình phá án với đội ngũ xuất sắc nhất giúp ích cho anh trong việc truy quét hung thủ đã hãm hại gia đình mình. Có tên là VKF, dịch ra tiếng Anh là viết tắt của Who and Why, nghĩa là người nào và tại sao. Trở lại với thực tại, bộ truyện tranh với Kang Chun là nhân vật chính này cũng mang lại không ít tiếng tăm cho ông Seung Mo, khi nó được đông đảo người dân Hàn Quốc đón nhận vì sự mới mẻ và những tình tiết phá cách của truyện. Thế nhưng dần dần ông Seung Mo đã nhận ra Kang Chun không còn thích tình tiết mà ông vẽ ra nữa. Anh có thể tùy ý thay đổi theo mong muốn của bản thân, khiến tác giả dần trở nên hoài nghi về nhân sinh, luôn lo lắng một ngày nào đó Kang Chun thực sự sống lại và sẽ nuốt chửng ông. Đó là lý do ông đã viết đằng sau bức tranh quái vật phải nuốt chửng nó trước khi bị nuốt chửng. Chuyển cảnh Jeonju ở bệnh viên khó khăn lắm mới cố không để ai nhận ra mình chính là cô gái đã hôn Kang Chun trong chuyện. Khi vừa tới trạm xe buýt đối diện bệnh viện thì nhận được điện thoại từ Sobong. Anh thắc mắc chuyện cô dùng cảnh gây thay đổi tâm lý nhân vật chính để có thể thoát ra, thì chắc chắn cũng sẽ có quy luật nào đó khiến một mình Jeonju vào được thế giới truyện tranh. Nói đến đây thì cô đột nhiên ngất xỉu vì kiệt sức, đồng thời Jeonju ở thế giới này lại biến mất vào truyện tranh một lần nữa. Mà bên này Seo-hee đang tìm gặp chủ cửa hàng và nghe bà ta kể toàn bộ chuyện đã xảy ra giữa Jeonju và Kang Chun. Điều nghi ngờ là chỉ có mình Kang Chun bước ra từ phòng thay đồ, còn cô gái đã hôn anh lại biến mất một cách kỳ lạ. Bởi vậy So-hee muốn điều tra xem còn lối thoát nào khác không. Vừa mở cửa phòng thay đồ ra vậy mà Jeonju lại đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, dọa bà chủ cửa hàng cũng hốt cả hền luôn rồi. Sau khi thông báo cho Kang Chun, anh đã lập tức đến và đưa Jeonju về khách sạn. Có lẽ anh thực sự tin cô gái này không thuộc về thế giới của mình nên đã từ chối để Jeonju nhập viện tránh phiền phức. Ấy thế cơ mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cảnh sát ấy vậy lại có mặt ở khách sạn của Kang Chun thông báo về tình hình, chưa tìm thấy nhân chứng là cô Jeonju. Họ không hay biết cô gái trên tay Kang Chun lúc này là nhân chứng cần tìm đó. Sau khi né được sự quan tâm của cảnh sát, anh đưa Jeonju trở lại phòng ngắm nhìn trìu mến chiếc chìa khóa cuộc đời này. Đến khi cô mơ hồ tỉnh lại đã nói hết toàn bộ những việc mình biết về cuộc đời Kang Chun. Ngay cả lý do vì sao anh chọn ở tầng cao nhất của khách sạn hay việc anh lách luật mà giấu súng ở dưới gối thì Jeonju đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Việc này làm Kang Chun càng ngày càng cảm thấy mơ hồ về cô, vậy mà lại hiểu được sự buồn bã của anh vào những thời gian đen tối của cuộc đời chỉ còn lại mình anh. Sau đó Kang Chun bước ra cửa đã va ngay tên đen thui đang chĩa súng về phía mình. Phản xạ nhanh chóng đã giúp anh đẩy tên đó ra xa phòng Jeonju. Sau khi xác nhận cô được an toàn sau cánh cửa, không suy nghĩ nhiều mà hai bên lao vào giao chiến luôn và ngay. Vào giây phút tên áo đen bỏ chạy vào thang máy, Kang Chun nghĩ rằng lần này sẽ thực sự bắt được hắn, nhưng cửa vừa mở tên đen thui đã biến mất như thể bốc hơi vậy. Mà ở thế giới thực, ông Seung Mo đã bị Kang Chun cứng đầu làm cho phát điên lên, không ngừng đập vỡ cả máy tính rồi lại sợ hãi mà bỏ chạy. Trong khi đó, điều chắc chắn duy nhất Kang Chun khẳng định được đây không phải là mơ đó là khi thấy khẩu súng hắn để lại hiện trường. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Do Yoon đã thông báo với Jeonju rằng cô sẽ ăn trưa cùng với giám đốc Kang Chun của anh. Và quần áo cũng như mọi thứ đã chuẩn bị trước cho cô trong phòng tắm cả rồi. Ây ra, nhưng mà cái phong cách táo bạo này quá là không hợp với Jeonju rồi. Chợt cô nảy ra ý tưởng mới để kết thúc mạch chuyện nên lập tức lấy đi khẩu súng mà Kang Chun luôn giấu dưới gối. Sau đó Jeonju lại phân vân xem làm thế nào để kết thúc tập này một cách hợp lý nhất, bằng súng hay bằng quả ghen gợi cảm này. Đúng lúc này anh cùng Do Yoon cũng bước vào phòng tắm thì chứng kiến ngay cảnh tượng làm khùng làm điên này của Jeonju. Thiết nghĩ chứ giờ chỉ còn cách chui xuống lỗ mới bớt nhục thôi. Hết cách, cô đành dùng khẩu súng chĩa thẳng vào Kang Chun uy hiếp anh không được tới gần, mà không hay biết rằng trong súng chẳng hề có đạn. Lúc này Kang Chun đã lật ngược thế chủ động khi uy hiếp ngược lại Jeonju, khiến cô phải nói ra lý do ngày hôm đó hôn anh để bản thân có thể biến mất. Tuy nhiên Kang Chun hoàn toàn không tin được lý do vô lý như vậy nên đã xác nhận lại, và kết quả là Jeonju vẫn chưa biến mất. Đồng thời cô còn cố giải thích rằng anh phải có sự thay đổi về cảm xúc thì cô mới có thể biến mất, vì anh chính là nhân vật chính. Nói đến đây Kang Chun như ngộ ra điều gì đó, không ngần ngại mà lạnh lùng ép cung đối với Jeonju.
Phát súng được bắn ra nhưng cô lại chẳng hề có một chút tổn thương nào, đến ngay bản thân Jeon Ju cũng ngạc nhiên vì điều này mà sợ hãi xỉu ngang. Đến khi tỉnh lại thì ăn ngay 10 vạn câu hỏi vì sao từ Kang Chun và anh có lẽ đã biết đến sự tồn tại của Jeon Ju ở thế giới này là bất khả xâm phạm bởi cô không thuộc về nơi này. Biết được sự dịch chuyển của Jeon Ju liên quan đến cảm xúc của bản thân nên Kang Chun rất hài lòng mà đề nghị cô hãy ở lại đến khi nào chịu nói hết sự thật. Trước khi anh rời đi công tác, Jeon Ju có lẽ biết được bố mình sẽ không chịu dừng tay lại nên đã cảnh báo nguy hiểm với Kang Chun. Khoảnh khắc anh nhìn cô rồi mỉm cười rời đi, Jeon Ju đã hiểu được lý do cô luôn bị kéo vào mạch chuyện bởi Kang Chun đã nói cô là chìa khóa đời anh. Điều này vô tình đã làm thay đổi nữ chính từ Sohee sang Jeon Ju. Chuyển cảnh Kang Chun tìm đến bến cảng gặp chú Hyeon Seok đang nỗ lực tìm kiếm chiếc xe đầu kéo muốn gây tai nạn cho anh. Nhưng kết quả lại đi vào ngõ cụt, mà điều này cũng không hề làm Kang Chun bất ngờ bởi nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời anh đều như một vở kịch được dựng sẵn vậy. Kể cả việc người y tá muốn hạ độc anh nhưng không hề có động cơ nào để làm chuyện đó. Hay cả việc Kang Chun tự mình lên sân thượng gặp kẻ áo đen mà không đem theo vệ sĩ. Làm vậy chẳng khác gì tự đào hố chôn mình mà thôi. Mà kể từ khi gặp được Jeon Ju thì Kang Chun mới chợt nghĩ ra kẻ mà họ luôn tìm kiếm bấy lâu có thể ở một chiều không gian khác. Và để dần dần tìm ra các bí mật còn đang ẩn náu về kẻ áo đen thì Jeon Ju đối với Kang Chun mà nói chính là chìa khóa để mở từng lớp cửa dẫn tới sự thật. Lúc này Jeon Ju cũng đang rất bận rộn khi nhìn thấy đồ hiệu Kang Chun chuẩn bị sắp che hết cả lối đi rồi. Mà sự đối đãi đặc biệt này khó làm người ta tin cô không phải vị hôn thê của Kang Chun. Dù bên ngoài tỏ ra rất bất cần nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói ấm áp của anh là tim Jeon Ju như muốn nổ tung luôn rồi. Cái này người ta gọi là nghiện mà còn hay ngại đó bà con ạ. Rồi không biết cố tình hay cố ý mà ông anh Kang Chun lại khen con gái người ta quyến rũ theo kiểu ngốc nghếch nữa. Làm Jeon Ju cũng hạn hán lời luôn nhưng vẫn cố nói với thêm câu tôi yêu anh nhằm tạo sự bất ngờ cho anh. Nhưng kết quả vẫn là chỉ cần người khác không ngại thì người ngại sẽ là bạn. Sau đó Sohee đã tìm đến rủ Jeon Ju lên trên tầng lầu uống rượu giải sầu, nhưng khi đến trước của quán rượu cô ta đột nhiên lấy cớ phải gọi video nên đã để vệ sĩ đưa Jeon Ju vào trong. Nhưng ngồi còn chưa ấm chỗ thì Sohee lại lấy cớ gọi điều chuyển vệ sĩ quay lại căn penthouse của Kang Chun. Kết quả là anh phục vụ đã nhận ra Jeon Ju chính là cô gái đã cứu Kang Chun ngày hôm đó và cảnh sát cũng tìm kiếm cô bấy lâu nay. Phe này mà bị bắt lại thì quả thực là rắc rối cho Jeon Ju vì không thể xác minh danh tính ở thế giới này nên cô chỉ còn cách bỏ chạy. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Jeon Ju lập tức gọi cầu cứu Kang Chun và vào thời khắc anh vệ sĩ được điều đến đón cô thì cảnh sát đã đuổi tới sát nút. Vậy nên Jeon Ju chỉ kịp ném chiếc điện thoại của Kang Chun đưa cho anh vệ sĩ, còn mình thì khoanh tay chịu trói. Đồng thời tin tức sự việc này nổ ra rất nhanh thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người, đều đổ sự nghi ngờ cho Jeon Ju là nghi phạm số 1. Còn cô thì không thể cung cấp bất cứ thông tin nào cho cảnh sát được, khiến anh cảnh sát cũng rất bất lực đến phát bực. Vì không có bằng chứng ngoại phạm cũng không thể xác minh danh tính nên Jeon Ju đã bị kết tội có hành vi xúi dục hãm hại Kang Chun và bị tạm giam tại nhà tù chờ điều tra. Mà bước qua cánh cửa tù nhìn mặt các bạn trong này có vẻ không tình thương mến thương lắm. Còn Kang Chun lúc này vừa trở về sau chuyến công tác đã bị đám phóng viên bu lấy hỏi thăm về những tin đồn thất thiệt liên quan đến Jeon Ju. Với tài ăn nói làm siêu lòng hội chị em cùng sức ảnh hưởng truyền thông, anh dễ dàng né hết được những câu hỏi khó nhằn này. Vừa lên xe, Kang Chun đã yêu cầu đến trại giam thăm Jeon Ju ngay tức thì. Đúng lúc Sohee gửi lời nhắn qua Do Eun đã làm Kang Chun trực tiếp phát hỏa lên cô ta vì chuyện của Jeon Ju. Anh trách Sohee chỉ nhìn bề ngoài mà quên mất đánh giá nhìn nhận vào bản chất hành động của Jeon Ju, hoàn toàn muốn bảo vệ Kang Chun. Bởi vậy ta nói đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà. Công sức Kang Chun gây dựng nên công ty để mọi người không đi theo lối mòn, nhưng Sohee lại làm ngược lại với điều kiện tiên quyết Kang Chun đặt ra. Bởi vậy xứng đáng nhận một vé về vườn chứ còn gì nữa. Sau đó anh đã tìm đến Jeon Ju trong trại giam mà hỏi han cô mệt mỏi lắm đúng không. Dù cố gắng gồng mình để cản những giọt nước mắt nhưng với một cô gái như Jeon Ju mà nói điều đó là vô cùng bất khả thi. Và với tình hình hiện tại, Jeon Ju sẽ phải đi hầu tòa liên miên vì đủ mọi tội danh, bởi cảnh sát đã quá mệt mỏi vì tìm kiếm cô suốt 2 tháng trời. Nên khi bắt được cô chắc chắn họ sẽ định danh cho Jeon Ju là tội phạm. Vì thế nên chỉ còn cách nói ra sự thắc mắc trong lòng Kang Chun mới giúp cô có cơ hội thoát khỏi đây. Nhưng Jeon Ju hiểu về Kang Chun hơn bất cứ ai ở thế giới này nên đã rất phân vân chuyện này sẽ làm anh hối hận và tổn thương đến nhiều nào chứ. Tuy nhiên đây là cách duy nhất để cứu bản thân cô khỏi tình cảnh éo le không còn đường ra này. Dưới sự động viên và thôi thúc của Kang Chun, cuối cùng anh cũng hiểu ra thế giới mình đang sống thực chất là một bộ truyện tranh dài kỳ trong thế giới của Jeon Ju. Quả nhiên sự thật này quá đỗi bất ngờ đối với Kang Chun, đồng thời cũng giúp Jeon Ju trở về với thực tại của mình. Đúng lúc này So Bong kịp thời xuất hiện giúp cô tìm quần áo mới, bởi trước đó anh gọi điện cho Jeon Ju đã có một cô gái khác ở trạm xe buýt nghe máy thay.
Sau khi đến nhận lại đồ đạc của cô thì Seon Mi đã gọi đến và nói về tình tiết kỳ lạ mới của bộ truyện V kép. Qua đó So Bong mới nhận ra bà chị mình ấy vậy mà đã ngồi tù lại còn kể hết mọi chuyện với Kang Chun nữa chứ. Sau đó Jeon Ju trở về nhà với một tinh thần vô cùng mệt mỏi vì ăn hành của công tố viên suốt một tuần trời. Lúc này So Bong đã nảy ra ý tưởng kết thúc bộ truyện này càng sớm thì Jeon Ju sẽ không bị lôi vào thế giới ấy một lần nữa. Trong khi đó ở thế giới truyện tranh, Kang Chun vẫn đang rất bất mãn trước câu trả lời tưởng chừng vô lý nhưng hết sức hợp lý, có thể giải thích được cho tất thảy những bi kịch trong cuộc đời anh. Vào khoảnh khắc Kang Chun chắc chắn thế giới này toàn bộ là được thêu dệt nên thì thời gian lại bị ngưng trệ một lần nữa. Mà bên này So Bong đang chuẩn bị viết nên cái kết lơ lửng cho bộ truyện tranh này thì hốt hoảng vô cùng khi máy tính vậy mà không thể sử dụng được nữa. Bởi Kang Chun đã nhận ra sự hư cấu thì thế giới truyện tranh sẽ cứ như vậy mà sụp đổ như một hình phạt dành cho người giác ngộ ra sự thật là Kang Chun. Và Jeon Ju đã nhận ra chính mình chính là nguồn cơn của sự xui xẻo này xảy đến với anh. Mà Kang Chun trong một thế giới không có thật lần đầu tiên thấy một cánh cửa hiện ra trong thời khắc tuyệt vọng của cuộc đời. Anh chạm tay vào nó và nhớ lại ngày bản thân bị thương trên sân thượng, cánh cửa này cũng hiện lên và cũng bởi vậy mà anh đã kéo Jeon Ju vào thế giới này lần đầu tiên. Dường như Kang Chun đã ý thức được phía bên kia là thế giới của Jeon Ju, đã không ngần ngại mà bước qua đi tìm lại sự thật của cuộc đời mình. Lần đầu tiên Kang Chun nhận ra bản thân mình được vẽ trên tấm áp phích của ô tô và còn trên trang bìa của rất nhiều tập truyện V kép. Cảm giác sẽ đau khổ thế nào khi nhận ra cuộc đời của chính mình lại chỉ như một mẩu chuyện dang dở trong tay người khác. Ấy vậy mà Kang Chun đứng trước quầy chuyện mà đọc lại về những biến cố đầy trắc ẩn của mình. Có lẽ anh luôn cảm thấy mọi câu trả lời trước là mờ mịt nhưng giây phút này đây mọi sự thật đã được phơi bày một cách trần trụi đến đau lòng. Chuyển cảnh Jeon Ju sau khi thoát ra từ thế giới truyện tranh luôn đắm chìm vào sự nuối tiếc với Kang Chun. Đúng lúc này So Bong gọi đến và thông báo với cô chuyện hư máy tính sẽ sớm được khắc phục nhưng cậu lại quá sợ hãi khi ở lại nhà ông Seung-mo. Vì vậy đã quyết định trở về nhà của mình ở cho đến khi máy tính có thể làm việc lại. Sau đó Jeon Ju có một ca phẫu thuật với thầy Park nhưng đột nhiên Seok béo tò mò hỏi: cô đã đính hôn rồi hay sao lại có một tên cao to trắng trẻo đến cửa bệnh viện tìm Jeon Ju còn tự xưng là vị hôn phu nữa chứ? Tất nhiên là Jeon Ju, nhà ta 30 năm trời vẫn là tâm hồn trinh nữ thì lấy đâu ra người yêu chứ nói gì là chồng sắp cưới. Bỗng Jeon Ju thấy cấn cấn như đã nhớ ra gì đó, lập tức chạy đến sảnh bệnh viện và hốt cả hình khi thấy người đứng trước mặt mình lại là Kang Chun. Chưa kịp nói lời nào thì anh đã kéo Jeon Ju ra sân tâm sự sâu. Lúc này anh mới thực sự cảm thấy lời mà Jeon Ju nói khi anh cố tình tìm hiểu sự thật rằng anh sẽ bất hạnh nếu biết hết mọi chuyện là hoàn toàn chính xác. Từ đó Kang Chun mới thấu được lý do Jeon Ju luôn im lặng cũng là để bảo vệ mình. Đồng thời thấy cô rất am hiểu về bản thân nên anh chỉ nghĩ Jeon Ju chính là fan cứng dòng dã 7 năm trời của bộ truyện V kép. Nói rồi anh chào tạm biệt cô nhưng Jeon Ju tất nhiên sẽ không để anh lang thang không nơi nương tựa như vậy. Ở thế giới thật dù Jeon Ju không phải phú bà nhưng cũng đủ tự tin làm người giám hộ cho Kang Chun đấy. Sau khi dặn dò anh đứng im đợi cô hoàn thành ca bệnh đơn giản này sẽ quay lại thì Jeon Ju đã vội vã đến phòng phẫu thuật bắt đầu công việc của mình. Mà không hay biết rằng Kang Chun vậy mà không nghe lời đã tìm đến nhà của tác giả bộ truyện V kép là ông Seung-mo, cũng chính là bố của Jeon Ju. Và cái gì đến cũng sẽ đến, Kang Chun đã phát hiện ra thân thế thực sự của Jeon Ju chính là con gái tác giả đã tạo nên chính anh. Đó cũng là lý do vì sao cô luôn biết trước anh gặp nguy hiểm mà xuất hiện đúng lúc như vậy. Còn Jeon Ju bên này đang bị thầy Park giáo huấn vì mất tập trung khi phẫu thuật là phụ. Chứ lý do chính là vì bộ truyện V kép ông yêu thích bấy lâu vậy mà lại từ trả tù sang chuyện yêu đương nam nữ. Mà đặc biệt người Kang Chun yêu lại không phải So Hee nữ chính, lại chính là Jeon Ju cùng tên với cô. Nghe đến đây Jeon Ju thực sự cảm thấy Kang Chun không có lý do nào để thích So Hee cả, mà người anh ấy thực sự yêu thích là cô mới đúng. À mà nói đến đây thấy có vẻ hơi quê nên cô cũng chủ động khóa cơn uất ức của mình lại. Thấy vậy thầy Park cảm thán mà thốt lên rằng tâm sinh lý của cô bây giờ không khác gì đứa con gái mới học cấp 2 của ông, và con bé cũng là fan hâm mộ V kép. Chắc phải để hai người gặp gỡ trao đổi sự ảo tưởng này với nhau mới là hợp lý nhất. Khó khăn lắm Jeon Ju mới thoát khỏi nanh vuốt của thầy Park nhưng lại phát hiện Kang Chun đã biến mất. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả thì cô thử liên lạc lại với bố mình nhưng cũng không hề có tín hiệu. Bên này ông Seung-mo sau khi trở về nhà mới mở nguồn điện thoại lên thì nhận được tin nhắn từ Jeon Ju. Khi đang gọi lại thì từ trong góc tối một hình bóng quen thuộc xuất hiện, chính là Kang Chun dọa nhạc phu đại nhân rơi cả cốc rượu ngon vừa rót. Trùng hợp đúng lúc Jeon Ju cũng bắt máy và nghe được giọng của Kang Chun khiến cô vô cùng bàng hoàng. Trong khi anh muốn ngồi xuống đàm đạo với nhạc phụ nhưng ông Bo lại háo chiến quá còn định xin ít tiết khiến anh lập tức phản kháng. Nghe thấy động tĩnh lớn như vậy Jeon Ju cũng rất lo lắng cho bố mình. Mà bên này Kang Chun cũng chưa hề có ý định làm hại ông Seung-mo vì nể mặt Jeon Ju cứu anh hết lần này đến lần khác khỏi sự độc ác của ông. Lúc này Jeon Ju đã liên lạc với So Bong đang ở tiệm net ăn mì gói.
Còn chưa ăn hết gói mì đã phải đứng lên để quay về nhà ông Seung-mo ngăn cản và giữ chân Kang Chun tới khi Jeon-ju có mặt. Sau khi bình tĩnh, Kang Chun đã nhận ra ông Seung-mo đang chảy máu sau trận xô xát. Và anh cho rằng như vậy mới thật sự công bằng, giống với cách anh phải chịu tổn thương đau đớn ở thế giới truyện tranh mà ông lại hoàn toàn bất tử. Đồng thời Kang Chun cũng nhắc lại chuyện xảy ra ngày anh bị kẻ áo đen đâm sau lưng, anh đã kéo ông Seung-mo vào thế giới của mình. Cố gắng cầu xin sự giúp đỡ nhưng lại chỉ nhận được cái nhìn vô cảm mà sẵn sàng ra tay làm hại anh của ông. Trong giây phút ấy, Kang Chun dùng hết sức bình sinh nhưng lại chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến ông Seung-mo cả. Sau đó Jeon-ju mới xuất hiện và nhặt được cái mạng của Kang Chun lại. Vốn dĩ nhớ hết tất cả nhưng vì không có bằng chứng nên anh đành lặng im. Tuy nhiên trực giác mách bảo Kang Chun rằng người đàn ông đấy luôn là người muốn lấy mạng anh. Và anh cho rằng khi đã đạt được tất cả mọi thứ, từ sự nổi tiếng, tiền tài hay danh vọng, thì ông Seung-mo không còn cần đến anh nữa nên muốn sát hại anh. Ngay cả việc ông ta tạo ra Kang Chun cũng là để trốn tránh sự thật bản thân là một con sâu rượu tuổi xế chiều bất tài và vong dụng, nên đã vẽ nên được một Kang Chun trái ngược đầy hoàn hảo đến thế, nhưng kết cục sau cùng vẫn không thể giữ chân vợ và con gái. Từ đó ông Seung-mo đã có ý định kết thúc tất cả, nhưng vì không có dũng khí nên đã dùng Kang Chun làm vật thế thân, khiến anh luôn ám ảnh với cơn ác mộng dưới lòng sông Hàn. Và Kang Chun cho rằng trước khi ông thay đổi suy nghĩ cứu vớt anh thì cuộc đời anh thực sự đã chấm dứt dưới dòng sông lạnh lẽo rồi. Nghe đến đây, ông Seung-mo cũng không giữ được im lặng mà giải thích vì ý chí mạnh mẽ Kang Chun đã cầu xin sự giúp đỡ. Vào khoảnh khắc ấy, Seung-mo đã thực sự yêu thích nhân vật mình tạo ra, nhưng cũng là lúc ông cảm thấy anh dần trở thành một con quái vật như hiện tại. Việc Kang Chun không ngừng tìm hiểu ngược lại người đã tạo nên anh cũng gây nên những áp lực tinh thần to lớn với ông Seung-mo. Cũng có những lần dấy lên suy nghĩ sẽ bỏ trốn, nhưng vì tương lai của Jeon-ju để cô có được cuộc sống vô lo vô nghĩ nên đành tiếp tục duy trì bộ truyện đang trên đà thành công này. Sau khi cả hai bên bình tĩnh, Kang Chun đã đề nghị ông Seung-mo phải tiếp tục viết tiếp cốt truyện còn dang dở, chỉ có như thế mới cứu vãn được những người bạn trong thế giới truyện tranh. Nhưng ông lúc này mới thừa nhận cốt truyện đều diễn ra theo ý muốn của Kang Chun nên ông sớm đã không thể vẽ được kết cục nữa. Còn kết thúc mà Kang Chun muốn chỉ là tìm ra hung thủ và tiếp tục cuộc sống thượng lưu thôi. Lúc này một sự thật mới được phơi bày rằng hung thủ sát hại cả gia đình anh chỉ là tình tiết được bổ sung để làm tăng ý chí mạnh mẽ cho nhân vật anh hùng là Kang Chun, chứ không hề tồn tại một gương mặt cụ thể nào cho kẻ sát nhân. Vậy là sau bao năm chịu đủ mọi sự đau khổ về cả thể xác và tinh thần, lẽ sống duy nhất của Kang Chun là đi tìm kẻ thù cũng bị vụt tắt. Tâm trạng dồn nén bấy giờ mới thực sự bộc phát, cùng với sự khiêu khích của ông Seung-mo cho rằng con người chính trực như Kang Chun sẽ không thể ra tay với ông. Cuối cùng thì viên đạn cũng được bắn ra và ông Seung-mo đã thực sự gục ngã trước sự chứng kiến gián tiếp của Jeon-ju. Trước khi rời đi, Kang Chun nhắc nhở cậu em So-bong mau gọi cấp cứu cho ông Seung-mo nhanh còn kịp. Jeon-ju trở về nhà thì thấy Bo đang trong tình trạng nguy kịch và các bác sĩ đang cố gắng sơ cứu giành lại sự sống cho ông. Sau đó ông Seung-mo nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Trưởng khoa đánh giá tình trạng vết thương và mau chóng tiến hành phẫu thuật lồng ngực để lấy viên đạn ra khỏi cơ thể. Khi ca phẫu thuật bắt đầu thực hiện, Jeon-ju đã không thể chịu được cú sốc nên vội chạy ra ngoài. Bong-su nói với Jeon-ju rằng chính mắt cậu đã nhìn thấy Kang Chun ra tay và đã rời đi ngay sau đó mà không rõ tung tích. Jeon-ju rất oán hận thì bản thân đã cứu Kang Chun mà giờ đây anh ta lại lấy oán báo ơn. Cũng may sau đó viên đạn cũng được lấy ra và ông Seung-mo giữ được tính mạng. Cùng lúc đó Kang Chun đến bệnh viện gửi cho Jeon-ju một bức thư rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, tin tức nhà văn Seung-mo bị bắn tại nhà riêng được đài truyền hình phát sóng. Lúc này Jeon-ju đang ở bên cạnh chăm sóc cho bố. Cô nhớ lại những lời bố đã nói về sự nguy hiểm của Kang Chun và chuyện vừa xảy ra khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi với ông. Một lúc sau, ông tổng biên tập gọi đến thông báo cho Jeon-ju rằng đã có người gửi phần truyện mới của VK vào sáng nay. Rất bất ngờ khi người gửi không phải là tác giả Seung-mo mà là một người khác nên Jeon-ju đã yêu cầu được xem qua bản truyện đó. Toàn sự việc được vẽ trong phần truyện mới này đều là những gì đã xảy ra trong ngày hôm qua và có cả việc Kang Chun đã bắn chính tác giả của truyện. Tối đó Kang Chun vất khẩu súng gây án ở bên đường và suy nghĩ về phần truyện của mình. Anh vào cửa hàng tạp hóa và viết một bức thư gửi cho Jeon-ju. Một người đồng nghiệp mang bức thư vào cho Jeon-ju và đó cũng chính là bức thư mà Kang Chun đã gửi trước đó. Thì ra Kang Chun đã tự viết cái kết cho mạch truyện của cuộc đời mình. Nhân vật chính Kang Chun đi tìm hung thủ và lại trở thành chính hung thủ. Anh gieo mình xuống dòng sông như cái kết trước đó mà tác giả muốn anh phải theo để kết thúc cuộc đời mình. Xem đến đây, Jeon-ju vội vã chạy đến cây cầu đó để tìm Lang Chun nhưng không thấy anh đâu, cũng không thấy dấu vết gì để lại. Sau đó ông Seung-mo cũng đã tỉnh lại. Cảnh sát thông báo camera xung quanh hiện trường không ghi lại được bất kỳ hình ảnh nào của hung thủ. Cùng với đó là khẩu súng gây án và viên đạn được gắp ra đã đột nhiên biến mất một cách hết sức vô lý mà họ không thể nào giải thích được.
Bong Su và Jeon Ju đến thăm bố. Bong Su kể cho ông biết Kang Chun đã gieo mình xuống sông Hàn theo đúng những gì trong chuyện đã vẽ, bọn họ cần thống nhất để che giấu chuyện này. Vì vậy, sáng hôm sau truyền thông đã đưa tin vụ việc xảy ra là do nhà văn Seung Mo đã tự sát do phải chịu quá nhiều áp lực từ bộ truyện tranh và đã sử dụng rượu trong thời gian dài. Phần kết của bộ truyện V kép cũng được ra mắt gây sốc cho rất nhiều độc giả và cũng có nhiều người phẫn nộ vì cái kết nằm ngoài sức tưởng tượng. Các độc giả còn muốn biểu tình cầu xin hãy cứu lại nhân vật chính và tiếp tục bộ truyện. Ông tổng biên tập đã tìm gặp Jeon Ju. Ông muốn cô khuyên bố mình hãy tiếp tục vẽ tiếp câu chuyện dù chỉ là vài cảnh nữa thôi, nhưng Jeon Ju đã từ chối. Cô muốn bố mình được nghỉ hưu vì thời gian qua ông đã phải chịu quá nhiều áp lực. Ông biên tập rất buồn vì điều này nhưng Jeon Ju vẫn kiên quyết từ chối và sau đó đứng dậy bỏ đi. Sau đó cô đến nhà dọn đồ cho bố vì muốn ông được nghỉ ngơi không lo lắng gì về viết lách nữa. Cậu em Bong Su đến tìm và thông báo phía bên cảnh sát đã tìm được một thi thể chết đuối trên sông Hàn, nghi ngờ đó là Kang Chun. Cả hai lập tức tới nhà xác để xác nhận. Sau một lúc ngắm nhìn thì Jeon Ju kết luận đó không phải là Kang Chun. Tối đó Jeon Ju đem chuyện đi xác nhận thi thể Kang Chun cho bố nghe và cô thắc mắc liệu anh ta có còn sống hay đã trở về thế giới truyện tranh của mình và kết thúc tại đó. Ông Seung Mo cho biết cảnh sát đã thu thập lại toàn bộ bằng chứng và đã đem chiếc màn hình vẽ chuyện trả lại cho ông. Ông Seung Mo quyết định sẽ cứu Kang Chun một lần nữa vì không ai khác, chính ông là người hiểu rõ Kang Chun nhất. Anh ta là người bắn rất chuẩn nhưng lại không lấy mạng ông trong phát súng đó, chứng tỏ có một uẩn khúc gì đó cần ông tiếp tục để đáp trả lại ân huệ này. Tuy nhiên một thế lực nào đó đã ngăn cản không cho ông Seung Mo tiếp tục vẽ tiếp câu chuyện và đó cũng là lý do ông cho V kép kết thúc. Một phần ông không muốn con gái mình gặp nguy hiểm vì cứ bị kéo vào thế giới của câu chuyện đó mãi được nên V kép cứ như vậy mà kết thúc sẽ là điều tốt nhất cho đôi bên. Để quên đi chuyện này, ông Seung Mo cùng những người bạn sẽ đi du lịch London một chuyến cho khuây khỏa. Trưởng khoa đến rủ Jeon Ju cùng mình đi ăn trưa. Anh ta lo lắng Jeon Ju đã quá tuổi hẹn hò mà chưa có ai rước nên đã sắp đặt một buổi xem mắt với một mỹ nam. Nhưng khi nhìn thấy anh trai đó thì trông không khác gì chư bát giới phiên bản Hàn Quốc. Jeon Ju cũng đến cạn lời với buổi xem mắt này. Tỏ ra ngại ngùng trước buổi xem mắt nên Jeon Ju đã lấy cớ để vào nhà vệ sinh gọi điện than phiền với anh đồng nghiệp. Đột nhiên một hiện tượng lạ xuất hiện khiến cả cơ thể Jeon Ju chìm dần vào trong nước. Cô vô cùng hoảng hốt nhưng lại nhìn thấy Kang Chun cũng đang ở đó. Không ngần ngại, Jeon Ju đã lặn xuống cố gắng cứu lấy Kang Chun nhưng không được. Đột nhiên cơ thể Jeon Ju quay trở lại thực tại khiến ông ướt nhẹp. Cô vội vàng mượn điện thoại xem lại phần cuối của chuyện V kép thì mạch chuyện đã thay đổi và xuất hiện chữ còn tiếp. Jeon Ju vội vàng đến tìm Bong Su kể lại toàn bộ sự việc và muốn cậu tiếp tục vẽ tiếp câu chuyện để cứu Kang Chun. Vì ở thời điểm đó thời gian chỉ đang ngưng đọng lại, dân cư mạng khi biết V kép vẫn còn tiếp thì tranh nhau bình phẩm và mong chờ phần tiếp theo của câu chuyện. Jeon Ju và Bong Su biết có một điều gì đó khiến nhân vật Kang Chun có ý chí muốn sống trở lại nhưng không thể đoán ra lý do cụ thể là gì. Cùng lúc đó ở trên cầu sông Hàn, kẻ đen thui xuất hiện một cách bí ẩn và đầy nguy hiểm. Jeon Ju và Bong Su sau khi lắp bảng vẽ xong thì tranh cãi về phần kịch bản tiếp theo phải vẽ sao cho hợp lý để có thể cứu được Kang Chun. Bong Su không dám động tay vào vẽ vì đây là tác phẩm riêng của bố, nhưng bằng sự thuyết phục chân thành của Jeon Ju thì cậu cũng đồng ý và bắt tay vào vẽ tiếp. Nhưng để sao cho mạch chuyện chuyển biến hợp lý thì quả là một điều quá khó. Đột nhiên Su Bong nhớ ra một tình tiết hết sức quan trọng. Bộ truyện V kép này được ông Seung Mo vẽ ra dựa trên ý tưởng của Jeon Ju khi cô còn nhỏ. Nhớ lại quá khứ trong một lần xem thế vận hội thể thao môn bắn súng, Jeon Ju chợt nảy ra ý tưởng. Về nhà cô đã vẽ ra một nhân vật dựa theo hình tượng vận động viên bắn súng đẹp trai tài năng và đặt tên anh ta là Kang Chun. Một nhân vật hư cấu do Jeon Ju tạo ra và cô mong ước một ngày nào đó sẽ được gặp mặt. Trở lại thực tại, Jeon Ju đang phải vật vã khi tiếp tục vẽ câu chuyện. Do cô vẽ quá xấu nên cậu em Su Bong khuyên cô nên từ bỏ và đợi ông Seung Mo trở về, nhưng Jeon Ju đã hạ quyết tâm phải tự mình thực hiện điều đó. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Jeon Ju cũng đưa ra được ý tưởng. Cô đưa bản thân quay trở lại nhà tù nơi cô bị giam giữ lần trước, vẽ đội cứu hộ có mặt ngay lúc Kang Chun nhảy cầu và đội thợ lặn đã cứu anh, đưa anh trở về nhà trong hình dạng nguyên vẹn. Kang Chun tỉnh dậy thì vô cùng đu rong mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sohee hỏi anh lý do gì lại mất tích và được tìm thấy ở sông Hàn. Trợ lý Du Jeon đến báo tin Jeon Ju đã bị cảnh sát bắt lại bắt, khiến Kang Chun vô cùng lo lắng. Anh lập tức lái xe đến nhà tù để gặp cô. Khi biết Jeon Ju đang trên đường áp giải đến đồn cảnh sát, Kang Chun đã không ngần ngại chặn đầu đoàn xe. Với quyền lực trong tay, anh yêu cầu được gặp và nói chuyện ngay lập tức với Jeon Ju, khiến các viên cảnh sát cũng phải nghe theo. Jeon Ju đã cho anh biết những tình tiết mà cô vẽ ra để cứu anh khi anh nhảy xuống sông Hàn khiến anh rất cảm kích. Vậy là Jeon Ju đã cứu Kang Chun 3 lần nên lần này cô khuyên anh hãy tìm đến một mục đích sống mới hơn là việc trả thù và tự sát. Cô cũng mong Kang Chun có thể cứu mình ra khỏi đây một cách đường đường chính chính theo luật pháp, coi như là trả ân huệ đã cứu mạng anh nhiều lần.
Cô cũng hứa sẽ cho Kang Chun biết mục đích sống của anh là gì ngay sau khi cô thoát được ra. Cả hai sẽ cùng nhau viết lên một mạch truyện mới cho cuộc đời và Kang Chun cũng hứa sẽ quyết tâm thực hiện điều đó vì Jeonju. Trở lại đồn cảnh sát, Jeonju đang bị viên cảnh sát tra khảo và quát mắng vô cùng thậm tệ. Ngay lúc đó Kang Chun đã đến và yêu cầu một cuộc nói chuyện riêng với Jeonju mà không được phép ghi âm. Lần này Kang Chun lại trách Jeonju rằng cô nghĩ bản thân là ai mà lại tự cho mình cái quyền lấy cuộc đời anh ra để vẽ vời. Kang Chun nghĩ cuộc đời anh đang bị đùa giỡn và yêu cầu Jeonju phải dừng ngay việc này lại. Anh muốn tự bản thân sẽ quyết định số phận của mình. Jeonju rất sốc khi nghe những lời nói đó. Kang Chun trách Jeonju sao lại lưu luyến nơi đây làm gì vì anh chỉ là một kẻ không có gia đình. Còn cô có bố mẹ và nên trở về sống một cuộc sống bình thường. Jeonju lúc này mới nói rằng bản thân đã thực sự yêu Kang Chun khiến anh vô cùng bất ngờ. Cả hai lặng nhìn nhau, cùng với điều này là phần chuyện kết thúc và Jeonju quay trở lại thế giới thực tại. Hai người ở hai thế giới nhớ về những kỷ niệm bên nhau và cùng rơi nước mắt. Phía đồn cảnh sát khi Kang Chun đang định rời đi thì Jeonju xuất hiện trở lại vì cô muốn tiếp tục câu chuyện. Sao cô có thể lung lay ý chí chỉ vì những lời nói đó của Kang Chun chứ? Bất ngờ Kang Chun tiến tới và trao cho Jeonju một nụ hôn nồng cháy. Anh thanh tra trông thấy thì vội vàng sủi luôn và để cho cặp đôi của chúng ta được hôn nhau một cách thật tự nhiên. Cũng từ đây Jeonju bắt đầu tự viết lên câu chuyện của cuộc đời mình ở thế giới truyện tranh này, mặc cho mẹ ở nhà có ngóng trông. Bệnh viện thiếu đi một bác sĩ nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó và đồng ý ở lại thế giới này. Sau đó vệ sĩ Du Jon và luật sư đến tìm Jeonju và trao đổi về lời nhắn của Kang Chun. Anh muốn cô chọn kiểu hẹn hò của hai người trong lần tới theo kiểu lọ lem đường phố. Lãng mạn thanh lịch hay kiểu người lớn kích thích táo bạo. Jeonju nghe đến đây thì hốt cả hển nhưng vì tò mò nên cô nàng đã quyết định chọn kiểu hẹn hò người lớn táo bạo. Để được thả ra một cách hợp pháp, luật sư đã làm giấy tờ đăng ký kết hôn biến Kang Chun và Jeonju thành vợ chồng làm cho Jeonju đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn. Chú Huyên Xúc đến tìm để thắc mắc về quyết định này của Kang Chun. Tuy nhiên anh đã chấp nhận từ bỏ việc trả thù thậm chí là cả khối tài sản kếch xù của mình vì giờ đây anh đã có mục đích sống của riêng mình. Kang Chun cũng muốn chú Huyên Xúc dừng lại việc tìm hung thủ và không nên thắc mắc gì thêm vì sự thật hết sức phức tạp. Ngày hôm sau Jeonju cùng luật sư hoàn thành thủ tục pháp lý với trưởng phòng công tố để ra tù. Vệ sĩ Du Jon đưa cho Jeonju chiếc nhẫn cưới và yêu cầu cô phải luôn đeo nó để tránh sự nhòm ngó của dư luận. Khi trở về nhà, một dàn giai nhân cúi đầu lễ phép chào phu nhân Jeonju quay trở lại. Jeonju khá thích thú với sự thay đổi mới này. Nhưng khi biết bản thân sẽ phải ở chung phòng với Kang Chun khiến Jeonju khá là ái ngại. Trên báo còn viết hai người sắp tổ chức kết hôn lại càng làm cho Jeonju bất ngờ hơn. Chuyển cảnh khi đang ngắm nhìn số đồ lót sexy của Kang Chun thì anh bất ngờ xuất hiện. Anh chàng khịa Jeonju về vụ chọn hẹn hò theo phong cách người lớn táo bạo nổi loạn làm cô cũng cạn lời. Sau đó cả hai cùng nhau hẹn hò theo một cuốn sách. Bắt đầu bằng việc buộc tóc cho nhau vô cùng lãng mạn. Tiếp theo anh ra lôi Jeonju lên giường và cùng nhau nằm đọc sách theo đúng kịch bản luôn. Chỉ là nằm ôm nhau đọc sách thôi nhé các bạn nghĩ trong sáng lên nha. Khi đang định hôn nhau thì anh vệ sĩ đi vào cắt ngang cuộc lãng mạn. Thông báo đội trưởng Du Jon hẹn gặp anh trên sân thượng. Ở trong thang máy, một dòng chữ bất ngờ hiện trước mắt Kang Chun cùng với đó là một số điện thoại lạ gọi đến. Trên sân thượng, Du Jon đưa cho Kang Chun đơn xin nghỉ việc của thư ký Sohee. Du Jon cũng kể về lần gặp cuối cùng với Sohee, anh đã trông thấy bàn tay của cô trở lên trong suốt vô cùng khó hiểu. Kang Chun quay trở lại phòng ngắm nhìn Jeonju ngủ thật bình yên. Đột nhiên số điện thoại lạ kia lại gọi tới khiến Kang Chun rút súng cảnh giác. Hắn thắc mắc tại sao Kang Chun lại có thể quay trở lại câu chuyện. Hắn gợi lại câu chuyện đã sát hại cả gia đình Kang Chun và buông lời đe dọa người tiếp theo hắn sẽ làm hại chính là Jeonju. Sau khi hắn cúp máy, ánh mắt Kang Chun toát lể vẻ vô cùng lo lắng, tưởng chừng như việc truy tìm tên hung thủ sẽ kết thúc tại đây nhưng lần này vì để bảo vệ an toàn cho Jeonju nên Kang Chun bắt buộc phải tìm ra chân tướng sự việc và đưa tên sát nhân đó ra ánh sáng. Vệ sĩ Du Jon gọi điện báo tin số điện thoại kia không thể xác định vị trí và cũng là số máy không tồn tại. Sau đó Kang Chun đã phân tích những dư kiện đã xảy ra thì xác định kẻ sát nhân kia thật sự tồn tại nhưng không hề có danh tính cụ thể. Hắn được tạo ra chỉ để sát hại gia đình anh và không hề có chút cảm nhận nào về tội lỗi. Đó cũng là lý do anh không thể tìm được tung tích và ngăn chặn hắn thực hiện những việc làm xấu xa. Mục tiêu lần này hắn đã nhắm tới đó chính là Jeonju nên Kang Chun vô cùng lo lắng cho sự an nguy của cô. Chuyển cảnh trên con xe limo đắt tiền, Kang Chun và Jeonju ăn mặc lộng lẫy như những quý sơ tộc. Cả hai đến bữa tiệc mà Kang Chun đã chuẩn bị trước đó theo phong cách nàng lọ lem cổ tích. Khi cả hai đang khiêu vũ thì đột nhiên Jeonju tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là mơ. Vì để bảo vệ cho Jeonju được an toàn nên Kang Chun sẽ giữ cô tại căn penthouse này. Cũng không muốn để Jeonju buồn chán nên Kang Chun muốn cả hai cùng nhau làm những công việc của các cặp đôi yêu nhau. Cả hai cùng nhau nấu ăn rất vui vẻ cho đến khi tay của Jeonju bị chảy máu.
Kang Chun nhận ra Jeonju không còn được bất tử ở thế giới này nữa. Cùng lúc đó, chữ còn tiếp xuất hiện và Jeonju biến mất khỏi thế giới truyện tranh. Jeonju trở lại căn nhà quen thuộc của mình. Cô xem lại những gì đã xảy ra trong tập truyện vừa rồi thì hốt hoảng nhận ra tên sát nhân đã biết được danh tính thật của mình. Cùng lúc đó, Sohee gọi điện cho Kang Chun than phiền về chuyện tình cảm. Đột nhiên cơ thể cô dần bị biến mất khiến cô vô cùng sợ hãi. Kang Chun trên đường tới chỗ Sohee thì nhận ra các nhân vật được tạo ra trong chuyện nếu không còn mục đích trong mạch chuyện thì sẽ dần biến mất, giống như trường hợp của Sohee và chú Huyên Súc. Còn tên sát nhân hắn vẫn tồn tại được, có thể là do hắn đã tự hình thành ý thức riêng và xuyên không được vào thế giới thực. Vì không biết cách quay trở lại nên hiện tại hắn vẫn đang lang thang ngoài đó. Tên sát nhân còn gọi điện làm phiền đe dọa Jeonju khiến cô vô cùng hoảng sợ. Cô vội vàng gọi Su Bông dậy và nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Cùng lúc đó, tên sát nhân xuyên không đến căn nhà để tìm Jeonju. Hắn đột ngột xuất hiện chặn đầu xe và chĩa súng về phía Jeonju. Phát súng được nổ ra ngắm thẳng viên đạn vào đầu Jeonju. Thật may cô đã xuyên không tới thế giới truyện tranh và bảo toàn tính mạng. Kang Chun đang lái xe đi tìm Jeonju thì cô đã xuất hiện ngay bên cạnh anh. Tinh thần cô vô cùng hoảng loạn vì sự việc vừa xảy ra, tên sát nhân không làm hại Su Bông mà dịch chuyển đi luôn. Hắn quay trở lại nhà Jeonju thì biết ông Seung Mo đang trên máy bay đi du lịch. Hắn liền dịch chuyển tới đó và tìm thấy Seung Mo khi ông đang trong buồng vệ sinh của máy bay. Ở thế giới truyện tranh, Kang Chun và Jeonju đã tìm đến căn hộ của Sohee. Khi vào bên trong thì thấy Sohee đang rất hốt hoảng và cơ thể đang dần tan biến. Sau một lúc động viên tinh thần, Sohee cũng ổn định và cơ thể cô đã trở lại bình thường. Kang Chun và Jeonju sau đó cùng nhau chăm sóc cho Sohee. Tiếp đó, Kang Chun đưa Jeonju trở lại căn penthouse. Anh đưa cô lên sân thượng nói ra những lời đã giữ bấy lâu trong lòng. Vì không muốn cô trở thành nhân vật chính trong câu chuyện và phải gặp nguy hiểm nên Kang Chun muốn Jeonju quay trở lại thế giới thực và không được quay trở lại đây nữa. Cùng với đó, Kang Chun muốn Jeonju vẽ lại cốt truyện rằng mọi thứ đã xảy ra chỉ là một giấc mơ khi anh đang hôn mê. Mọi thứ đã được Kang Chun chuẩn bị từ trước và đưa nó vào một thẻ nhớ, vì thật sự anh chỉ muốn bảo vệ người mình yêu được an toàn khỏi tay kẻ sát nhân kia. Cuối cùng, Kang Chun muốn Jeonju hãy quên anh đi, và rồi sau khi nói lời tạm biệt, Kang Chun đã gieo mình từ trên sân thượng xuống. Tỉnh dậy, Kang Chun quay trở lại thời điểm ban đầu, khi đó Sohee vẫn là nữ chính. Lúc này Kang Chun nghĩ những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Jeonju đã quay trở lại thế giới thực tại. Cô cũng đã giữ lời hứa với Kang Chun và thay đổi cốt truyện theo những gì anh mong muốn. Tên sát nhân cuồng loạn kia tìm thấy ông Seung Mo trên máy bay và tấn công ông vì hắn muốn có một nhận diện cụ thể. Nhưng vì cốt truyện đã thay đổi nên tên sát nhân đã biến mất khỏi thế giới thực. Tuy nhiên trước đó đã có 3 người phải bỏ mạng vì hắn. Sau đó bà mẹ và Su Bông tìm thấy Jeonju trên xe ô tô trong tình trạng ngất xỉu vì kiệt sức. Sau chuyện trên máy bay, ông Seung Mo vội quay trở lại Hàn Quốc và đến tìm gặp mẹ con Jeonju. Ông vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe của con gái. Ông cũng phát hiện ra chiếc thẻ nhớ chứa cốt truyện mới mà Kang Chun đã đưa cho Jeonju trước đó. Trong chiếc thẻ nhớ đó cũng có chứa những lời nhắn mà Kang Chun đã viết riêng cho ông Seung Mo. Anh muốn đề nghị ông tác giả hãy cho bộ truyện VK một cái kết có hậu. Tất cả cũng là vì Jeonju khiến ông Seung Mo vô cùng đắn đo suy nghĩ. Sáng hôm sau, Jeonju đã bình phục nhưng trong đầu cô lúc nào cũng tồn tại hình bóng của Kang Chun khiến cô rất buồn và nhớ anh. Câu chuyện của Kang Chun vẫn được tác giả tiếp tục xây dựng để chiều lòng fan hâm mộ và biến anh trở thành một hình tượng anh hùng lý tưởng chuyên bắt cướp dẹp loạn cho xã hội. Sau đó, Su Bông đến tìm ông Seung Mo để bàn bạc về bộ truyện VK. Ông Seung Mo muốn viết ra cái kết có hậu cho câu chuyện, cho tên sát nhân kia một danh tính thật như con người và xử lý để hắn biến mất mãi mãi. Toàn bộ dữ liệu về những kẻ tình nghi đã được Kang Chun tổng hợp trước đó trong file đính kèm và ông Seung Mo chỉ cần dựa theo đó để viết tiếp. Một lúc sau, ông Seung Mo đã hoàn thiện danh tính và nhận diện khuôn mặt cho tên sát nhân. Tuy sẽ tạo ra lỗ hổng lớn trong mạch truyện nhưng ông vẫn chấp nhận điều đó. Su Bông rất bất ngờ khi thấy tấm phác thảo đó. Trong thế giới truyện tranh, Kang Chun cũng đã tìm ra danh tính của tên hung thủ và qua camera an ninh đã nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn. Thì ra ông Seung Mo đã phác thảo tên sát nhân có khuôn mặt giống mình và ông chấp nhận để bản thân mình trở thành kẻ phản diện vì ông biết đây là điều mà Kang Chun có thể chấp nhận được. Trưởng khoa Park khi biết cốt truyện mới của bộ truyện đã vô cùng vui sướng đến khoe với Jeonju. Không những thế, anh còn chê tập truyện trước đó là 3 cái tình cảm yêu đương lăng nhăng lít nhít khiến Jeonju cũng đến cạn lời với ông này. Jeonju gọi điện hỏi Su Bông thì được biết chuyện sẽ kết thúc có hậu sau 4 tập nữa. Đầu tiên khi đã thu thập được bằng chứng thì sẽ cho truy lùng tên sát nhân đó trên truyền hình. Sau đó, cảnh sát đã tìm ra nơi ở của nghi phạm và đến áp giải về đồn thẩm vấn. Trong nhà nghi phạm, đội pháp y thu thập được nhiều bằng chứng có liên quan đến những vụ án bao gồm bản kế hoạch cũng như hung khí hắn đã sử dụng. Tại phòng thẩm vấn, tên hung thủ đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình với Kang Chun. Hắn giết hại gia đình anh với mục đích là trả thù cá nhân. Trước sự công kích của tên sát nhân đó, Kang Chun vô cùng tức giận xông lên cho hắn một trận đòn nhưng thật may các viên cảnh sát đã kịp can ngăn.
Tuy nhiên, tác giả Seung Mo lại cho rằng đó chưa thể là kết thúc có hậu, và để cho hắn biến mất mãi mãi thì cần dùng kẻ xấu để diệt kẻ xấu. Không ai khác, người được chọn chính là ông nghị viên Chun Ho, người đã từng xuất hiện ở đầu chuyện và từng muốn Kang Chun phải ngồi tù. Vì vẫn cay cú chuyện ngày xưa nên ông Chun Ho đã cho người thủ tiêu tên hung thủ kia. Tuy nhiên, trước đó tên hung thủ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình đều là do nghị viên Chun Ho xúi dục bằng tiền và quyền lực. Rất nhanh sau đó ông Chun Ho đã bị bắt giam. Đó là gần như là cái kết của bộ truyện, và phần cuối là cảnh lãng mạn khi tình yêu của Kang Chun và So Hee được hình thành. Jeon Ju nghe đến đây thì có gì đó rất buồn, vì cô biết tình cảm thật sự Kang Chun dành cho mình và cô cũng rất yêu Kang Chun. Tối hôm đó khi đang nằm ngủ trong phòng chờ thì đột nhiên bệnh viện phát tín hiệu cấp cứu các bệnh nhân. Jeon Ju vội vàng chạy đến thì thấy khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Bản tin đưa lên tin tức trường quay VK đã xảy ra một vụ xả súng khiến rất nhiều người thiệt mạng và bị thương. Nghe đến đây, Jeon Ju vội vàng chạy đến khu cấp cứu thì mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn. Khi đang chưa định hình được thì Kang Chun bất ngờ xuất hiện khiến Jeon Ju vô cùng ngỡ ngàng. Tuy nhiên lúc này anh đã quên toàn bộ ký ức về Jeon Ju và chỉ muốn cô mau chóng cứu chữa người gặp nạn. Cả hai nói chuyện với nhau rất xã giao khiến Jeon Ju còn chẳng hiểu nổi tại sao cô lại có mặt ở đây. Chuyển cảnh ở thế giới thực, Su Bông trở về nhà thì hoảng hốt khi thấy khuôn mặt của ông Seung Mo đã biến dạng và mất đi tất cả các bộ phận. Thì ra tên sát nhân trong bộ truyện VK đã lấy đi khuôn mặt của ông. Trở lại trường quay VK, một tiếng trước khi anh MC đang diễn thuyết về tên hung thủ thì một viên đạn găm thẳng vào đầu khiến anh ta niệm luôn. Cả trường quay trở lên hoang mang và lần lượt những người khác cũng bị tên sát nhân kia cho đi bán muối hết. Cuối cùng tên sát nhân biến thái đó cũng đã lộ diện với gương mặt của ông Seung Mo, và lần này hắn đến đây để giải quyết Kang Chun một lần và mãi mãi. Sau khi xả súng hàng loạt, hắn lạnh lùng bỏ đi và bước tới cánh cửa xuyên không. Cảnh sát đến thì đã quá muộn. Chuyển cảnh trước khi vụ xả súng xảy ra, ông Seung Mo đang cố gắng hoàn thành nốt cái kết của bộ truyện VK thì chợt nghe thấy tiếng nói của tên sát nhân vang vọng. Hắn vô cùng vui sướng khi đã có nhận diện khuôn mặt và khá hài lòng về nó. Tuy nhiên hắn cũng phát hiện ra ông Seung Mo đang cùng Kang Chun lên kế hoạch kết thúc bộ truyện và khiến hắn phải chết. Không chấp nhận điều đó, tên sát nhân đã kéo ông Seung Mo vào mạch truyện và cướp đi các bộ phận trên khuôn mặt của ông. Sau đó khi Su Bông về nhà thấy khuôn mặt biến dạng của ông Seung Mo thì vô cùng hoảng loạn rồi ngất đi. Tên sát nhân cũng đã biến ông Seung Mo trở thành tay sai cho mình và vẽ ra tất cả những gì mà hắn yêu cầu. Sau khi có được khẩu súng và rất nhiều đạn như mong muốn, tên sát nhân đã dịch chuyển tới trường quay VK và xả súng sát hại rất nhiều người vô tội ở đây. Hắn cũng không ngần ngại lộ diện khuôn mặt và đưa ra lời thách thức đến Kang Chun trên sóng truyền hình. Kang Chun vội vàng chạy tới khu vực trường quay thì tên sát nhân đã biến mất, để lại hiện trường vô cùng hỗn loạn. Sau đó là cảnh ở bệnh viện và Jeon Ju rất hoang mang khi cốt truyện mà bố cô viết đột nhiên lại thay đổi một cách chóng mặt. Cô cũng không hiểu lý do tại sao bản thân lại quay lại thế giới truyện tranh này. Phía bên ngoài, Kang Chun cho tổ chức một cuộc họp báo để truy tìm tung tích tên sát nhân và sẽ cho người đứng sau vụ này phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh cũng ngầm ám chỉ tới nghị viên Chun Ho và vụ án sát hại gia đình anh 10 năm trước phải được làm sáng tỏ. Sáng hôm sau, Jeon Ju tỉnh dậy nhận ra bản thân vẫn còn ở trong thế giới truyện tranh. Cảnh sát thì vẫn chưa tìm ra tung tích tên hung thủ nên mọi thứ vẫn đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Những ngày sau đó, Jeon Ju vẫn không thể trở về thế giới thực tại của mình. Cô lang thang ở khu bếp ăn của bệnh viện và các phòng của bác sĩ. Khi đang ngồi ngoài vỉa hè thì Jeon Ju nhìn thấy So Hee. Cô chợt nảy ra ý tưởng đó là về nhà So Hee tạm trú, vì biết mật khẩu khóa cửa nhà So Hee. Khi đang loay hoay với nấu ăn và chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên Kang Chun xuất hiện ở đây. Anh phát hiện có kẻ đã đột nhập vào nhà và nghi ngờ có nguy hiểm. Anh đạp phẳng cánh cửa thì bất ngờ phát hiện người bên trong không ai khác lại chính là Jeon Ju. Với số tăng chứng thu được tại nhà của So Hee và hành tung bí ẩn, Kang Chun nghi ngờ Jeon Ju là một tên trộm, dọa sẽ gọi cảnh sát đến bắt nếu cô không khai sự thật. Sau một hồi nói chuyện, thấy hoàn cảnh của Jeon Ju rất đáng thương nên Kang Chun đã động lòng và nấu cho cô một bát mì, vì đã 3 ngày nay Jeon Ju chưa ăn gì. Anh còn cẩn thận bôi thuốc vào vết thương trên môi của Jeon Ju khiến cô vô cùng cảm động. Jeon Ju gào khóc trong tuyệt vọng vì giờ đây câu chuyện này không còn là của cô nữa. Kang Chun thì không còn nhớ cô là ai nên cô chỉ muốn tìm cách quay về thế giới của mình. Một lúc sau cảnh sát đến nhưng Kang Chun quyết định không giao Jeon Ju cho cảnh sát mà đưa cô đi cùng với mình. Bên phía nghị viên Chun Ho, do lùm xùm trong vụ án gia đình Kang Chun 10 năm trước, ông đã vội vã luận tội cho Kang Chun nên giờ đây chức vị của ông đang bị lung lay. Còn bị ông giám đốc phòng công tố yêu cầu phải từ chức. Quá cay cú mà không làm được gì thì đột nhiên tên sát nhân kia gọi điện cho Chun Ho và yêu cầu được hợp tác để xử lý Kang Chun. Hắn cũng đưa ra lời mời vô cùng hấp dẫn, đó là giúp ông Chun Ho thẳng cử chức tổng thống nên ông đã đồng ý luôn. Sau đó tên sát nhân đã ra lệnh cho ông Seung Mo ở thực tại viết lên một cốt truyện mới gây tổn hại cho Kang Chun. Sau đó một bản ghi âm vụ cãi lộn giữa Kang Chun và bố anh 10 năm trước được gửi đến cho chú Huyên Súc. Vậy là mọi cáo buộc trong vụ thảm sát gia đình 10 năm trước giờ đây lại đổ dồn lên đầu Kang Chun.
Chú Huyên Súc rất thất vọng vì 10 năm qua ông luôn tin tưởng rằng Kang Chun vô tội, nhưng giờ đây bản ghi âm này đã đánh tan mọi thứ. Kang Chun cố gắng thanh minh rằng mọi chuyện đều là do dàn xếp, có kẻ đã cố hại anh. Khi đang nói chuyện thì đột nhiên chú Huyên Súc bị ăn một viên kẹo đồng vào trúng tim và đi bán muối luôn. Một khẩu súng bất ngờ xuất hiện trên tay Kang Chun đúng lúc mọi người đi vào, khiến tình thế trở nên vô cùng khó xử. Kang Chun đành phải dùng súng uy hiếp các viên cảnh sát ở đó và chạy thoát khỏi bệnh viện. Kang Chun cướp lấy chiếc xe và mau chóng lái đi. Anh đã trúng đạn nên Jeon Ju vô cùng lo lắng, yêu cầu anh dừng xe để chữa trị. Jeon Ju đi mua thuốc thì thấy trên TV đưa bản tin Kang Chun là kẻ giết người nguy hiểm và ra lệnh truy nã toàn quốc. Nghị viên Chun Ho biết tin này thì vô cùng vui mừng, vì nếu bắt được Kang Chun thì sẽ rất tốt cho sự nghiệp thăng tiến của ông ta. Sau đó Jeon Ju đưa Kang Chun đến một khu nhà nghỉ vắng người và tiến hành sơ cứu vết thương cho Kang Chun. Hai người đã tạm thời an toàn, nhưng Jeon Ju vẫn cần phải tìm ra sự thật và thay đổi tình thế cốt truyện cho cuộc đời của Kang Chun. Hai người trao nhau một nụ hôn và Jeon Ju mong rằng Kang Chun có thể nhớ lại điều gì đó về quá khứ của họ. Một lúc sau Jeon Ju dịch chuyển được về thực tại thì đã mau chóng tới phòng khám lấy một số dụng cụ y tế cho cuộc phẫu thuật vết đạn bắn của Kang Chun. Sau đó cô quay lại nhà tìm bố và Su Bông. Khi mở cửa vào phòng làm việc, Jeon Ju đã than trách về việc bố đã tự ý thay đổi cốt truyện một cách quá đà. Nhưng khi thấy ông không trả lời cô mới tiến gần để xem thì tá hỏa khi thấy gương mặt biến dạng của bố, hốt hoảng chạy ra ngoài gọi điện ngay cho Su Bông. Cậu kể lại sự việc vừa xảy ra và hiện tại ông Seung Mo đang vô thức vẽ theo mệnh lệnh của một ai đó. Su Bông vô cùng sợ hãi và khuyên Jeon Ju hãy mau chóng rời khỏi nơi đó để tránh nguy hiểm. Mặc kệ lời khuyên ngăn, Jeon Ju vẫn mò vào nhà tính bật máy vẽ lên để kiểm tra bản thảo nhưng bị ông bố phát hiện và tấn công. Phía bên này cảnh sát đang khám xét nhà của Kang Chun, tịch thu được một khẩu súng tăng chứng và rất nhiều tài liệu. Cảnh sát cũng chặn các ngả đường quanh khu vực để tìm kiếm Kang Chun. Có hai viên cảnh sát tìm đến khu nhà nghỉ nơi Kang Chun đang nằm để tiến hành lục soát. Phát hiện cảnh sát tới nơi, anh vội vàng lấy súng để phòng thân. Thật may ở thực tại, Jeon Ju đã chiếm được máy vẽ và xóa đi căn phòng nơi Kang Chun đang nằm cũng như máy quay an ninh khu vực đó nên cảnh sát không phát hiện được gì. Màu của ô tô và biển số cũng được Jeon Ju vẽ thay đổi nên cảnh sát chỉ đành ngậm ngùi rời đi vì không thu thập được manh mối gì. Tranh thủ thời gian, Jeon Ju đã vẽ vào chuyện một ít thuốc giảm đau cho Kang Chun cùng với đó là lời nhắn hãy tự chăm sóc bản thân và chờ cô quay lại. Khi đang vẽ thì đột nhiên tên sát nhân trong chuyện phát hiện ra Jeon Ju. Hắn đã dùng cánh cửa xuyên không để tấn công bóp cổ Jeon Ju nhưng cô đã nhanh trí tắt nguồn bảng vẽ ngăn chặn hành động của hắn. Cùng với đó, Jeon Ju cũng đã cắt đứt sự liên kết kiểm soát của tên đó với ông Seung Mo nên ông đã ngất đi. Sau đó Su Bông và anh đồng nghiệp Suk Boom tới nhà để kiểm tra tình hình. Su Bông vào phòng làm việc thấy Jeon Ju vẫn an toàn thì nhẹ cả người, cả hai chị em cùng phân tích để tìm ra cách giải quyết. Dự định là sẽ cho tất cả trở thành một giấc mơ của Kang Chun để thay đổi mọi thứ đã diễn ra. Khi anh bạn Suk Boom vào phòng tìm hai chị em thì đúng lúc Jeon Ju một lần nữa lại bị dịch chuyển vào truyện tranh. Giật mình phát hiện ra nơi cô đang đứng lại là văn phòng của nghị viên Chun Ho, Jeon Ju lén lút rời khỏi đó thì bị Chun Ho phát hiện. Cô vội vã chạy khỏi đó và thật may không có ai phát hiện và ngăn cô lại. Jeon Ju vào cửa hàng tạp hóa hỏi thì biết thời gian từ lúc cô rời đi mới chỉ có 2 tiếng. Khi đang định tới chỗ Kang Chun thì thời gian bỗng dưng tua nhanh chóng mặt. Quay lại cửa hàng tạp hóa đó hỏi thì giật mình khi thời gian đã trôi qua 1 tháng sau đó, cô vội chạy tới khu nhà nghỉ để tìm Kang Chun. Nhưng nhận ra căn phòng đó đã bị cô xóa mất trong bản vẽ và hiện giờ Kang Chun thì không rõ tung tích ra sao. Cô đến căn penthouse tìm anh vệ sĩ Du Jon để hỏi tình hình. Du Jon đưa cho cô một địa chỉ nơi mà Kang Chun thường hay đến. Hy vọng cô sẽ tìm được anh ở đó và khuyên anh hãy mau ra đầu thú. Lần theo địa chỉ, Jeon Ju tới một bến xe ở một vùng ngoại ô xa xôi. Ngồi đợi một lúc lâu thì cuối cùng Kang Chun cũng xuất hiện. Anh đón Jeon Ju đi và ở trên xe hai người đã tâm sự rất nhiều. Thì ra đêm hôm đó Kang Chun đã làm theo chỉ dẫn trong lời nhắn của Jeon Ju và thành công lấy được viên đạn ra ngoài. Sau đó anh lái xe rời khỏi khu nhà nghỉ. Kang Chun cũng phát hiện ra bản thân đang dần tan biến vì giờ đây cốt truyện đã không còn thuộc về nhân vật chính là anh. Sau đó cả hai cùng đến một khu chợ để mua quần áo mới cho Jeon Ju và cùng nhau ngồi ăn kem. Sau đó cả hai cùng đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn. Khi về nhà Kang Chun ngỏ lời muốn cùng Jeon Ju thực hiện nốt 10 điều hẹn hò lãng mạn mà họ đang bỏ dở khiến Jeon Ju vô cùng bất ngờ. Lý do Kang Chun biết được điều này là do anh đã phát hiện ra bộ truyện VK ở thế giới thực tại của Jeon Ju và tìm hiểu về nó. Thì ra người đưa cho Kang Chun cuốn truyện này là anh vệ sĩ Du Jon. Trước đó một bác sĩ ở bệnh viện đã phát hiện ra cuốn truyện mà Jeon Ju để quên khi cô đang trong ca trực hôm xảy ra vụ xả súng. Sau vài ngày nghiên cứu cuốn truyện, Kang Chun đã quyết định không đầu thú và cố gắng chờ đợi Jeon Ju xuất hiện để hỏi nốt về phần tiếp theo của bộ truyện. Khi cả hai còn đang mông lung thì đột nhiên thời gian ngưng đọng lại, một cánh cửa xuyên không bỗng mở ra.
Không ngần ngại, Kang Chun đã nắm tay Jeonju và cùng cô đi tới thế giới thực tại. Cả hai bước ra khỏi màn hình vẽ và xuất trong phòng làm việc của ông Seung-mo. Kang Chun muốn được gặp tác giả của bộ truyện. Khi vào căn phòng nơi ông Seung-mo đang nằm, anh vô cùng bất ngờ khi thấy khuôn mặt biến dạng của ông. Cùng lúc đó, Jeonju đã kiệt sức nên Kang Chun đã nhờ anh đồng nghiệp Suk Boom đưa Jeonju tới bệnh viện để điều trị. Sau đó, Kang Chun quay trở lại phòng làm việc. Anh đã tháo rời chiếc màn hình vẽ ra để tránh cho việc tên sát nhân có thể điều khiển ông Seung-mo, cũng như để an toàn cho mọi người. Khi tháo xong thì cánh cửa xuyên không cũng tự động khép lại. Tiếp đó, Su Bông cung cấp cho Kang Chun bản phác thảo đoạn kết của bộ truyện V-kép, nhưng chưa kịp hoàn thiện thì mọi chuyện thành ra như thế này khiến Su Bông vô cùng khó hiểu. Sau một hồi suy nghĩ và nghiên cứu các bản thảo, cuối cùng Kang Chun đã quyết định lắp lại bảng vẽ. Khi vừa lắp xong thì tên sát nhân cũng ý thức trở lại. Hắn phát hiện ra Kang Chun ở phía bên kia màn hình. Anh định kết liễu tên sát nhân đó để diệt trừ hậu họa nhưng lại bị hắn đe dọa ngược lại. Vì Kang Chun đã bị tước mất tư cách nhân vật chính nên chỉ cần đợi một lúc nữa là anh sẽ tự biến mất và thế giới kia sẽ thuộc về tay tên sát nhân. Sáng hôm sau, khi Jeonju tỉnh dậy, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Kang Chun rủ cô đi hẹn hò. Thì ra anh đã mua điện thoại ở thế giới này dưới danh tính của Su Bông. Hỏi ra thì anh chàng đã vay Su Bông 1 triệu won để bắt đầu cuộc sống ở thế giới này. Kang Chun đón Jeonju tới một nơi hẹn hò bí mật. Khi tới nơi, Kang Chun đã đề nghị được hôn Jeonju để tìm lại cảm giác trước đó của hai người. Đúng là thanh niên cơ hội mà. Khi đang ngồi nói chuyện, Kang Chun đã cho Yeonju xem cơ thể anh đang dần biến mất. Việc này đã diễn ra khoảng một tháng nay. Anh đã tìm ra nguyên nhân mà kế hoạch trước đó của họ thất bại vì tên sát nhân kia đã tìm được tác giả Seung-mo đêm hôm mà ông tính ra tay sát hại Kang Chun. Hắn đe dọa ông Seung-mo nên ông đã thỏa hiệp sẽ biến hắn thành nhân vật chính của bộ truyện. Nhưng diễn biến sau đó, ông Seung-mo đã phản bội lời hứa nên tên sát nhân đã làm hại đến ông. Giao ước đó của tên sát nhân với tác giả cũng chính là lý do khi sửa mọi thứ thành giấc mơ đều bị thất bại. Vì vậy, lần này Kang Chun muốn Jeon hãy vẽ theo những bản thảo của anh. Biến mọi chuyện thay đổi từ lúc tên hung thủ bị bắt và sửa cái kết có hậu rằng hai người họ sẽ kết hôn và hạnh phúc đến trọn đời. Chỉ còn cách đó thì mạch chuyện mới liên kết và trở lên hợp lý nhất. Sau đó Kang Chun lần theo manh mối tìm đến căn hộ mà tên hung thủ đang trốn ở đó. Qua phân tích sự thay đổi của các biến số, anh nhận ra bản thân có năng lực có thể biến điều ước ở thế giới truyện tranh thành hiện thực. Sau đó anh dùng năng lực và biến không gian xung quanh trở thành thế giới truyện tranh. Sau đó anh xông vào căn hộ giao chiến với tên sát nhân kia. Cả hai vật lộn một lúc thì phần thắng lúc nào cũng thuộc về nhân vật chính rồi. Sau khi khống chế được tên đó, Kang Chun gọi điện báo cảnh sát đến bắt hắn. Phía bên này, Jeonju bắt đầu khởi động bảng vẽ và vẽ theo bản thảo mà trước đó Kang Chun đã cung cấp. Cô đã vẽ ra một chiếc xe để Kang Chun mau chóng rời khỏi hiện trường. Cảnh sát tới nơi thì túm gọn được tên sát nhân đó. Tiếp đó, Jeonju vẽ một thi thể giả cho Kang Chun và đặt nó ở căn nhà vùng ngoại ô. Kang Chun gọi điện thông báo kế hoạch cho vệ sĩ Du Jeon về cái xác đó để cảnh sát cho rằng anh đã chết bởi tên hung thủ kia. Sáng hôm sau, cảnh sát đến hiện trường khám nghiệm tử thi và công bố kết luận Kang Chun đã bị sát hại, và cảnh sát cũng đã bắt được tên hung thủ gây ra vụ án. Trước khi chia tay, Kang Chun tới chào tạm biệt Jeonju. Cô sợ rằng Kang Chun sẽ không quay lại thế giới này nữa, nhưng anh đã tìm ra cách riêng của mình. Kang Chun quay trở lại thế giới truyện tranh. Anh được Jeonju vẽ lại chiếc nhẫn đính ước của hai người. Sau đó anh tiến vào căn hộ của tên hung thủ trước đó. Anh nhận ra mỗi khi nhiệm vụ ở một tập kết thúc, năng lực dịch chuyển sẽ kích hoạt và Kang Chun lại có thể quay trở lại thế giới thực tại. Sau khi dịch chuyển rất nhanh, anh liên lạc lại với Jeonju khiến cô vô cùng vui mừng và cả hai cùng lên lịch để hẹn hò. Chuyển cảnh đến thế giới truyện tranh, lúc này tên sát nhân đang cay cú vì việc Kang Chun đã chết. Hắn muốn xác thực việc này với ánh mắt lạnh ngắt của mình khiến anh cảnh sát cũng sợ đôi phần mà nói rằng Kang Chun đã chết rồi. Nghe vậy, lão ta muốn gặp nghị viên Chun Ho tới bảo cảnh cáo lão ta đừng có đụng vô mình, nếu không sẽ nhận kết đáng, khiến anh cảnh sát chả hiểu cái gì. Bên này, cấp trên của anh cảnh sát cũng nhận được tin này, vừa hay đang có buổi hẹn với ông Chun Ho lên đã nói cho ông ta nghe về những điều vô lý kia. Nghe vậy, ông ta bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Lên khi ra về đã gọi điện thoại nhờ đàn em làm gì đó với kẻ sát nhân. Đó cũng là tập tiếp theo của chuyện V-kép. Jeonju cũng vừa đọc xong lên gọi cho Bông Su xác nhận xem bố sao rồi thì biết vẫn như vậy, chưa có tiến triển. Ngay khi tan làm, cô ấy cũng nhận được cuộc gọi từ Kang Chun rủ đi cà phê. Được tình yêu rủ đi chơi cái là lên tinh thần liền. Câu chuyện cũng đang phát triển rất nhanh, ông Seung-mo cũng đã hồi phục gương mặt mà tỉnh lại. Kang Chun đã giao lại hết chứng cứ để bắt ông Chun Ho vào tù dựa vào tình tiết câu chuyện ban đầu. Bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của cậu với kẻ sát nhân, Kang Chun đã khôi phục được danh dự của nhân vật chính và câu chuyện kết thúc có hậu khi cặp đôi đã hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc của họ cũng được gia đình chấp nhận, đặc biệt là bố cô. Rất nhanh thôi họ cũng sẽ kết hôn và cho ra những sản phẩm của riêng họ. Trở lại đời thực, Jeonju cũng đã đến quán cà phê. Kang Chun cũng kể về dự định của mình và cho Jeonju biết có lẽ tối nay bố cô sẽ trở lại.
Đang đâu thì anh Park chạy đến thông báo từ nay sẽ trở thành anti-fan của V. Bởi nhẽ anh ấy mong chờ vào một cái kết mỹ mãn nhưng nó không hề diễn ra theo ý muốn của anh lên anti là đúng rồi. Nghe thấy Park có vẻ không thích mình thì Kang Chun cũng lên tiếng hỏi xem anh có cảm nghĩ thế nào về hai phiên bản Jeon thì biết cả hai đều tâm thần. Jeon Ju cũng đuổi khéo giáo sư đi nhưng anh ta lại nhận ra Kang Chun khá quen mặt, được một lúc mới nhận ra đây chẳng phải là giống Kang Chun sao. Bất ngờ hơn khi nhìn vào danh thiếp của cậu thì càng sốc khi tên của cậu cũng là Kang Chun. Cả ba cũng phì cười vì điều này đúng là không thể tin nổi nhưng nó là sự thật ông ơi. Sau đó thì Kang Chun cũng ra về thì nhớ lại mấy hình ảnh lúc trước đồng thời cũng thấy được bóng dáng của Sohee. Nhưng khi dừng lại xem thì cô ấy đã biến mất lên Kang Chun cũng gọi điện hỏi Jeon Ju xem đây không phải chuyện tranh đúng chứ. Jeon thì cũng không hiểu gì khi nghe việc Sohee xuất hiện ở đây. Một lúc sau Jeon Ju cũng về nhà và phát hiện ra bố đã đi đâu mất liền chạy đi tìm thì ông đi ra khiến cô rất mừng. Chuyển cảnh đến chỗ Kang Chun cậu ấy đến gặp Du Jeon để làm mấy giấy tờ cuối cùng. Tại đây Du Jeon mới kể lại việc lúc nãy Sohee nói đã nhìn thấy cậu lúc đang lái xe qua. Cô ấy khẳng định chắc lịch rằng đã nhìn thấy Kang Chun và bầu trời bỗng nhiên biến thành ban ngày. Sau đó lại biến thành buổi tối và Kang Chun với cái xe cũng biến mất như ma làm. Nghe vậy Kang Chun cũng nghĩ đến giả thuyết thứ ba. Nếu cậu nghĩ đến ai đó trong chuyện thì người đó sẽ được gọi tới đây. Và hơn hết nếu điều này là sự thật Kang Chun đã gọi đến ai nham hiểm mà không hề hay biết. Lúc này ông Seung Mo cũng hỏi con gái xem mình về bằng cách nào thì biết Kang Chun đã đến đây để vẽ lại. Ngay khi biết cậu ấy không ở đây ông ta bắt đầu lộ mặt thật rằng bản thân chính là kẻ sát nhân được gọi tới đây. Ông ta muốn giết cả cặp nhưng Kang Chun không có ở đây nên quyết định xử cô trước. Ngay lúc đó Du Jeon cũng nhận được một cuộc điện thoại từ phía cảnh sát báo rằng tên sát nhân đã bốc hơi. Lúc ấy hắn đột nhiên bị đưa ra khỏi đồn liền nảy số nghĩ ra cách gì đó đợi một anh cảnh sát mất cảnh giác đi vô xe liền thực thi công lý ngay và luôn. Sau đó là tìm đến nhà của Jeon Ju bật máy vẽ lên khiến ông Seung Mo bật dậy. Sau đó là giải thoát cho ông ấy và cải trang để lừa Jeon Ju như hiện tại. Hắn rất cay cú khi câu chuyện được thêm nếm khiến bộ truyện không kết thúc đúng với kịch bản ban đầu. Trở lại chỗ Kang Chun cậu ấy dịch chuyển đi ngay trước mắt Du Jeon khiến anh ta nhận ra gì đó. Với sự hỗ trợ từ ông Seung Mo tên sát nhân dễ dàng có được chiếc xe rồi điện thoại để liên lạc với ông Chun Ho. Hắn dọa sẽ giết ông ta ngay bây giờ nếu còn làm mấy chuyện không đâu và yêu cầu Chun Ho cung cấp nơi ẩn náu. Đồng thời nhắc lại chuyện hai bên cùng trên một chiếc thuyền vì Kang Chun vẫn còn sống. Cậu ấy lúc này mới lái xe về liền chạy vô xem thử thì thấy bố vợ đã tự phá hủy đi bảng vẽ. Kang Chun ra báo lại cho thằng em bảo ở đây rất nguy hiểm đi chỗ khác chơi đi và Jeon Ju đã bị bắt mất rồi. Ngay sau đó Kang Chun dịch chuyển đến chỗ ông nghị viên. Ông ta rất sốc khi thấy cậu vẫn còn sống y như lời tên sát nhân nói. Kang Chun muốn biết vị trí của kẻ sát nhân liền lao tới đấm tới tấp rồi cũng rời đi ngay. Sau việc này lão ta nhớ lại tất cả những thứ kỳ quặc trước đó xảy ra biết bản thân vẫn còn thiếu sót thứ gì đó không hề hay biết. Jeon bên này thì vẫn an toàn nhưng ông ta đang nóng lên vì đợi mãi mà Kang Chun vẫn chưa có đến. Hắn định bắn Jeon Ju luôn tại đây thì một đám người do Chun Ho cử đến đã làm phiền. Kang Chun sau vài lần chuyển đổi từ thế giới này sang thế giới khác cũng nhận ra bộ chuyện đang phát triển một cách tồi tệ. Jeon Ju cũng khôn khéo nhân cơ hội chạy đi ai ngờ viên đạn khôn hơn nó tìm tới cô khiến cô gục xuống. Điều này khiến Kang Chun không kìm được nữa mà dịch chuyển vô chuyện lại phóng thẳng đến chỗ kẻ sát nhân đang chờ. Hai bên nhìn nhau rồi lập tức cho xe đâm tới. Sau cú va chạm họ đều còn sống lên tặng thêm cho nhau những viên kẹo đồng ấm áp. Được một lúc thì thắng bại đã rõ kẻ sát nhân trở về cát bụi còn Jeon Ju đã biến mất. Kang Chun dần hiểu ra gì đó dịch chuyển trở lại hỏi xem cô gái ở đây sao rồi thì biết vẫn còn sống và đang ở bệnh viện. Kang Chun lập tức tới đó xem thì thấy Jeon Ju cũng đã được các bác sĩ cứu thành công. Ông Chun Ho ở bên trong lúc này mới tới hiện trường thì thấy cuộc ẩu đả đã kết thúc chỉ còn lại mảnh giấy ông ta ghi địa chỉ cho Kang Chun lúc trước cùng cái xác của kẻ sát nhân. Lão liền thó luôn chiếc điện thoại rồi tìm kiếm một thứ gì đó và đi vô hỏi thằng đệ xem vết máu. Kia của ai thì biết lúc trước một cô gái đã nằm ở đó nhưng bây giờ lại biến đi đâu mất tiêu rồi. Ông Seung Mo lúc này mới trở lại hình thái ban đầu mà ngỡ ngàng khi bản thân đã phá hủy bảng vẽ. Ông đau lòng khi nhớ lại chính bản thân đã hại con gái trong thế giới truyện tranh. Sau đó hai thầy trò lập tức đến hiện trường vụ án để hỏi thì biết lúc nãy cấp cứu đã đưa cô gái đó đi rồi. Ông Seung Mo rất buồn người run lẩy bẩy khi nghĩ đến tình trạng tồi tệ của con gái. Ngay khi đến bệnh viện họ biết được tình trạng của Jeon có nguy cơ không thể hồi phục. Lúc đó Kang Chun đang dần bị mờ đi thì bác sĩ ra thông báo Jeon có thể rất khó để hồi phục ý thức lên cậu ấy đã đưa cả hai trở lại thế giới chuyện để làm gì đó. Đấy cũng là điều vô lý mà cô y tá muốn nói cho hai người họ. Ông Seung Mo cũng nhận ra là Kang Chun đã đưa con gái đi mà buồn bã trở về nhà mượn rượu giải sầu. Được một lúc thì Kang Chun cũng trở về mà đi vô thông báo vì đã hết hy vọng ở thực tại nên chỉ có ở trong truyện tranh mới có hy vọng. Nhưng bệnh viện bên đó cũng không thể làm gì hơn sau một tuần Jeon cũng chỉ mở mắt một lần nhưng chỉ trong giây lát.
Đến hiện tại thì Jeonju đã không còn trên cõi đời này nữa, điều này như đấm thẳng vào hy vọng cuối cùng của họ. Ngay sau đó, ông Seung-mo cũng được đưa đến viện thì được anh Park hỏi về Jeonju cùng cốt truyện tại sao Jeonju lại chết cơ chứ. Nghe vậy, ông ấy lập tức chạy đi định tìm cõi âm để bớt đau khổ thì bị Kang Chun phát hiện mà cản lại. Cậu ấy khuyên nhủ ông vẫn còn chuyện họ phải làm nên đừng tự trách mình nữa, người ra tay không phải ông đâu. Chỉ có ông mới có thể cứu lấy cô ấy thôi, lên bây giờ mà ông gục ngã thì cơ hội đó sẽ cũng biến mất mãi mãi. Bởi nhẽ Jeonju lúc này đang là nhân vật truyện tranh, mà truyện tranh thì có thể thay đổi được giống như Kang Chun hồi sinh từ cõi chết vậy. Tất cả chưa có kết thúc nên bọn họ không có được bỏ cuộc vào lúc quan trọng này. Sau đó hai người họ đã có một cuộc tâm sự khiến ông Seung-mo bình tĩnh trở lại. Sau khi suy nghĩ thì khi tên sát nhân chuẩn bị kế hoạch này thì hắn đã tạo ra một bảng vẽ mới rồi mới phá hủy đi bảng vẽ cũ và để nó trong cốp. Lão Chun-ho đã lấy nó đi lên Kang Chun sẽ đi lấy lại nó. Tuy nhiên ông ta đã chuẩn bị trước lên khi Kang Chun đến lấy đồ đã bị tiêm một mũi thuốc mê. Cậu ấy đã bị tóm sống, hóa ra ông ta đã biết cách sử dụng bảng vẽ để tạo ra những thứ hay ho. Ông ta muốn biết thực sự cái gì đang diễn ra và thứ kia là cái quái gì. Hắn cũng đánh đập cậu một cách dã man rồi nghe thấy Kang Chun bảo gì đó về bệnh viện. Hóa ra cậu đã nói cho lão ta biết gì đó về thế giới dụ hắn đi đến bệnh viện, sau đó là báo cho Bông Su bên ngoài biết đồ sắp đến rồi đây. Thằng em thì không hiểu kiểu gì mang đi hỏi thầy thì họ cũng nhận ra gì đó. Lúc này Kang Chun dịch chuyển trở lại thế giới thật, đồng thời nghĩ đến Chun Ho, lập tức ông ta bị triệu hồi đến chỗ hai thầy trò. Cả hai song kiếm hợp bích đập vỡ mồm tên mất dạy rồi bắt đầu công việc. Được một lúc thì Jeonju cũng tỉnh lại khiến Du Jeon bất ngờ. Cô cũng gọi về cho cậu em khiến Bông Su rất vui. Kang Chun bên này đã được vài người tìm thấy nhưng khi họ đi ra thì cậu lại biến trở lại chỗ cũ. Tình cờ thì lão Chun Ho đang trên đường về và cũng bắt gặp cậu, đúng là đen đủi. Mọi thứ đang dần mất kiểm soát khi không biết đâu là thật đâu là ảo nữa. Jeonju nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh, đã một năm trôi qua. Cô đến hỏi So-hee thì biết Kang Chun sau khi bị thả ở bệnh viện thì đã bị bắt và kết tội với nhiều tội danh khác nhau. Hôm nay cũng là ngày phiên tòa tuyên án nên Jeon đã đến và gặp được người mình yêu. Cả hai rất vui khi lại được nhìn thấy nhau, và khi tòa tuyên án xong Kang Chun cũng giải thích việc bản thân không thể đi lại giữa hai thế giới được nữa. Có lẽ đây chính là hồi kết. Tuy nhiên vào thời điểm quan trọng, cái vòng số 8 của Kang Chun bất ngờ được mở khóa. Cộng thêm một khẩu súng lên, cậu đã nhận ra gì đó và bỏ trốn. Lão Chun Ho cũng nhận được tin này liền hoang mang khi không chỉ Kang Chun mà Jeonju đã sống lại. Cậu ấy cũng đến quán cà phê của hai người để đón cô về. Cậu ấy nói mọi thứ đang dần bị thay đổi và họ có nhiệm vụ phải phơi bày tất cả. Bố đã vẽ ra những thứ này để Kang Chun bỏ trốn, có vẻ ông đã suy tính gì đó. Hơn nữa bằng cách nào đó ông đã bị kéo vào trong này từ một năm trước. Tuy nhiên khi ông ấy vào thế giới này đã bị tâm trí của tên sát nhân chiếm giữ một phần nên không được tỉnh táo. Ông đã tự trói mình lại để không làm hại đến ai khi đi ngủ. Jeonju khi thấy bố như vậy cũng buồn bã, và ông khi biết con gái còn sống thì rất là vui. Kang Chun không cho Jeon biết về những chuyện khi ông đã mất kiểm soát. Lúc trước khi bị đưa vào trại tâm thần, ông đã bị mờ dần lên, đã giết người để thoát ra và từ đó tay không còn mờ nữa. Ông đã không còn quay lại được nữa rồi, nếu ngưng làm việc ác thì sẽ bị mờ đi ở thế giới này. Cho dù quay lại cũng không thể sống như trước vì tay đã nhuốm quá nhiều máu. Lúc này thì lão Chun Ho đã hành động. Hắn ta bắt Du Jeon ép Kang Chun phải ra mặt, nhớ mang theo cả bản vẽ nữa. Kang Chun trở về thì nhận ra gì cái ác đã trở lại, và đúng như vậy, tên sát nhân lại kiểm soát ông Seung-mo giết con gái. Jeonju cũng sợ hãi nhưng cũng không trách bố. Cô phát hiện ra tay hai người mình yêu thương đều đang mờ đi, một người do không làm việc ác, còn một người do không làm việc tốt. Kang Chun quyết định bỏ rơi thằng bạn lại không cứu. Đến nước này thì cậu cũng không che giấu được nữa, nói ra sự thật bố Jeon đã giết người ở thế giới này. Cảnh sát cũng sẽ tìm tới đây nhanh thôi, lên một trong hai người sẽ phải biến mất. Để người kia có quyền tồn tại, cảnh sát cũng đã mò tới lên Jeonju chơi quả bịt kín ngôi nhà lại thành nhà không có lối. Tận dụng cơ hội, cậu ấy muốn Jeonju quyết định chọn cái kết cho mạch chuyện. Kang Chun thì muốn bản thân sẽ là người gánh chịu vì cậu không tồn tại ở thế giới bên kia. Nhưng Jeonju không muốn như vậy, cô sẽ vẽ ra cái kết đẹp nhất cho bọn họ. Sau đó cả hai đưa bố tẩu thoát rồi Kang Chun mới đi cứu Du Jeon. Tuy nhiên khi đi vô cảnh báo ông ta thì điều cậu không ngờ được là lão ta đã tra khảo Du Jeon và biết được mọi chuyện. Kết quả hắn bắn Kang Chun một phát nhưng lại không đưa ra cú dứt điểm, ngay tạo cơ hội cho Kang Chun phản công cướp lại súng dạy cho cả đám biết ai mới là nhân vật chính. Jeonju cũng vẽ một cái xe để đi đón người yêu nhưng lại nhận được những lời chăn chối từ Kang Chun, cho đến khi cô đến thì cậu ấy đã lăn ra đất. Jeonju từ đó cũng được đưa trở lại thế giới thật, mọi thứ liên quan đến thế giới ảo cũng biến mất lên Bông Su đã hiểu ra gì đó. Cậu một lần nữa đến đón bà chị đang đau khổ. Một điều nữa, Bông Su đi tìm khắp nơi mà không thấy bố đâu cả, lên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với ông. Nhiều ngày sau, Jeonju quay trở lại cuộc sống bình thường mà không có hai người đàn ông cô yêu thương bên cạnh. Đông đảo độc giả thấy cái kết này có gì đó kỳ lạ. Đúng là như vậy, trở về thời gian trước đó,
khi tên nghị viên bị sổng mất Kang Chun. Doo-jeon đã nhờ người thả ông Seung-mo ra nhưng lại không ngờ ông lại chọn hy sinh bằng cách gọi điện đến hỏi thăm Chun-ho, sau đó là khống chế hắn ta. Nói ra hết thảy mọi việc, đồng thời vẽ cho tên này một khẩu súng để tự mình đăng xuất kèm theo toàn bộ bằng chứng về tội ác của hắn. Ông cũng đến nhìn con gái lần cuối rồi tan biến vì không làm chuyện ác như tên sát nhân ở thế giới này. Kang Chun cũng được Doo-jeon đến cứu kịp thời giữ lại được tính mạng. Mỗi tội sau khi hồi phục lại bị ngồi tù, Doo-jeon cũng gửi lời nhắn từ ông Seung-mo đến cho Kang Chun. Trước khi ra quyết định, ông đã ghi lại hết nỗi lòng của mình, cả hai sẽ hoán đổi thân phận cho nhau. Ông thì biến thành nhân vật truyện tranh, còn Kang Chun sẽ trở thành người. Cuộc đời thật thú vị làm sao, và ông mong hai đứa sẽ hạnh phúc. Và hãy nhớ khi gặp Jeon-ju hãy nói dối việc ông đã chết để cô bớt đau thương. 2 năm sau khi ngồi tù trong thế giới truyện, Kang Chun trở lại thế giới thực hoàn thành tâm nguyện của bố vợ. Lúc này thì Jeon cũng đau buồn mà ngồi dưới mưa nơi Kang Chun gục ngã mà chờ đợi điều gì đó. Kết quả khi cô tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm trong vòng tay người mình yêu trong viện. Mẹ cô cũng nghi ngờ nhưng Kang Chun đã đưa quả danh thiếp giám đốc cho bà xem lên mới được ôm em như thế này. Cô cũng hỏi về bố thì được đưa cho tấm ảnh của ông khiến nhỏ xúc động. Sau cùng thì chuyện tình giữa hai thế giới cũng đơm hoa kết quả. Họ sống bên nhau suốt đời tận hưởng những ngày hạnh phúc cho đến khi già. Và bộ phim hôm nay đến đây cũng kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng ngần ngại để lại cho mình xin một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video hay nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.